hãy dành những tràng vỗ tay lớn nhất để chào đón những ngôi sao của Hà Nội, Buffalo. Hãy cùng chào đón số 7, Nguyễn Tiến Dương. Hãy cùng chào đón số 12, Bùi Thái Hân. Cùng chào đón số 29, Trần Minh Hiếu. Một tràng tay lớn để chào đón số 21, Vũ Việt Hoàng. Hãy cùng chào đón số 25, Vũ Ngọc Khánh. Số 30, Nguyễn Huy Hoàng. Hãy cùng chào đón số 86, Nguyễn Văn Thắng. Số 1, Đinh Tiến Công. Hãy cùng chào đón số 8, Shane Harry. Một tràng tay lớn để chào đón số 15, Jeffrey Stokes. Và số 23, Đinh Đại Tâm. Và cuối cùng là số 88, Nguyễn Đường Hoàng Anh. Và xin giới thiệu huấn luyện viên trưởng của đội bóng Hà Nội Buffalo, ông Eric Lewis Wesley và ông Hoàng Thế Vinh. Và tân nhân đây, tôi xin trân trọng giới thiệu tổ trọng tài và giám sát viên trận đấu ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, xin mời mọi người hãy cùng đứng dậy, cởi bỏ mũ, sửa sang trang phục để chúng ta chuẩn bị làm lễ chào cờ. And now, everyone please stand up, take off your head and ready for the national anthem. Và bây giờ xin mời hai đội hãy cùng bắt tay. Two teams please shake hands. Và ngay sau đây xin trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Việt Hà Việt sẽ lên sân khấu để tung quả bóng đầu tiên khai mạc giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA 2022. Và như vậy là sau hai mùa giải VBA 2020 và 2021 thì cuối cùng 2 năm chúng ta đã được chứng kiến VBA trở lại với thủ đô trong trận đấu đầu tiên, trận đấu khai mạc của VBA 2022 năm nay giữa hai đội bóng Hà Nội Buffalo và Hồ Chí Minh City Wings. Ngày hôm nay thì nhà thi đấu quận Hoàng Mai vô cùng nóng, thưa anh Đức cũng như quý vị và các bạn. Chắc chắn rồi, đây là trận đấu mà chúng ta đã mong chờ rất lâu. Đây là đội hình ra sân của đội bóng chủ nhà Hà Nội Buffalo, số 23 Đinh Thanh Tâm, số 1 Đinh Tiến Công, số 8 Henry Lix Leiden, số 15 Stephen Tyrone và số 4 Nguyễn Đường Quang Anh. Bắt đầu trận đấu ngày hôm nay. Có 5 cái tên sẽ xuất phát trong đội hình chính thức của đội bóng lòng khách Hồ Chí Minh City Wings, gồm có Richard Devon Thomas, số 13 Deason Tyler Parsons, số 3 Vincent Nguyễn, số 21 Bùi Anh Khoa và cầu thủ mà số 98 là một cầu thủ đã chơi rất lên tay trong mùa giải năm ngoái, đó Trần Văn Trùng. Ngày hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày mà cả hai đội sẽ cần phải cống hiến rất nhiều, bởi vì đã lâu lắm rồi chúng ta mới có được lại thể thức sân nhà sân khách, và việc Hà Nội Buffalo được thi đấu trên sân nhà để chứng tỏ rằng
người hâm mộ xứng đáng cho một trận chiến thắng trong một trận mở màn, đúng không thưa anh Đức? Điều đó thì chắc chắn là chúng ta vẫn chưa thể khẳng định được, bởi vì mùa giải năm ngoái, mùa giải VBA thử nghiệm được diễn ra tại VBA Bắc Bộ Nha Trang thì Hồ Chí Minh City Wings được đánh giá là một trong những đội bóng mạnh nhất tại mùa giải thử nghiệm đó, và những cặp đối đầu của Hà Nội Buffalo và Hồ Chí Minh City Wings đều cực kỳ gay cấn, và Hà Nội Buffalo họ thậm chí còn đã có một trận thua thực sự có một khoảng cách rất xa trước Hồ Chí Minh City Wings tại mùa giải năm ngoái. Và chắc chắn đây sẽ là một trận mở màn rất đáng xem để chúng ta có một trận VBA trở lại với thủ đô. Đây là hình ảnh của huấn luyện viên trưởng đội Hà Nội Buffalo, ông Eric Westling. Huấn luyện viên của Hà Nội Buffalo nổi tiếng với một lối chơi là tốc độ cũng như là đánh chuyển đổi trạng thái nhiều. Còn đây là ông Eric Osers. Đây là mùa giải thứ hai ông dẫn dắt Hồ Chí Minh City Wings. Và đã có rất nhiều ý kiến cho rằng chính ông Eric Olson chính là sự thay đổi lớn nhất của Hồ Chí Minh City Wings tại mùa giải VBA thử nghiệm năm ngoái. Trên màn ảnh chúng ta là ông Đặng Hà Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, người sẽ tung trái bóng tiếp vào của VB năm nay. Vừa rồi chúng ta nhìn thấy được hình ảnh tung bóng lên đến từ Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao. Như vậy là ông Đặng Việt sẽ thực hiện tình huống tiếp bóng lại một lần nữa để cho trận đấu được chính thức bắt đầu. Hai cầu thủ chuẩn bị tranh bóng đó là Harrison Linden của Hà Nội Buffalo và cầu thủ Tyler Parsons của Hồ Chí Minh City Wings. Chúng ta đến với tình huống bóng đầu tiên của VBA năm 2022, lên rổ với Đinh Anh Tâm, điểm số đầu tiên của VBA năm 2022. Và đó cũng là điểm số đầu tiên của Đinh Anh Tâm trong mùa Hà Nội Buffalo, một sự chào sân không thể nào tuyệt vời hơn dành cho cầu thủ đã từng vô địch VBA trong màu áo Hà Nội Cần Thơ Catfish. Bóng trong tay Nguyễn Đường Quang Anh, liên tục là những tình huống tấn công ở khu vực dưới rổ, nhưng đây là phản công nhanh cho Hồ Chí Minh City Wings. Lên rổ rất đơn giản bởi cầu thủ số 0 bên phía của Hồ Chí Minh City Wings. Một trận đấu khai mạc và hai đội bóng đang nhập cuộc rất cởi mở. Tâm Đình đã có một kỳ SEA Games không thực sự thành công trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên thì về với sân chơi VBA, chắc chắn Tâm Đình vẫn sẽ là một trong những ngôi sao đáng sợ nhất tại giải đấu này. Tâm Đình cao 1m90 và nặng hơn 90 cân thưa anh Đức cũng như quý vị và các bạn. Chắc chắn với một thể chất như thế này thì Đinh Thanh Tâm sẽ cực kỳ khó để cản phá, cũng như những tình huống ném của Đinh Thanh Tâm luôn tạo ra một cảm giác an toàn. Tâm Đình đến Hà Nội Buffalo chính là lý do tại sao Sang Đình đã phải nói lời chia tay, khi mà điều lệ của VBA chỉ cho phép một Việt Kiều, một cầu thủ Heritage thi đấu mà thôi. Bóng trong tay của đang bắt rất cao matchup của mình. Nguyễn Đường Quang Anh, một tình huống ném 3 điểm, bóng đi thiếu chính xác và đã nằm gọn trong tay của Parsons. Đây là Thomas, tốc độ rất nhanh của Thomas, một tình huống block. Đó là pha block đến từ trung phong của Hà Nội Buffalo nhưng vẫn còn dành cho Thomas, và pha lên rổ cực kỳ hay đến từ cầu thủ mang áo số 0 của Hồ Chí Minh City Wings. Tại mùa giải năm nay thì Hà Nội Buffalo đã chia tay lão tướng Mai Bell, người đã đồng hành cùng đội bóng này tới 4 mùa giải. Và khi có sự xuất hiện của Henry đã có rất nhiều câu hỏi về cầu thủ này có thể thỏa lấp cho trống hay không, nhưng vừa rồi là một tình huống alley-oop không thành công của Henry. Có một chút hơi bất ngờ đến từ đường truyền và cũng như cắt được bóng.
phản công nhanh ngược lại dành cho Hà Nội Buffalo. Đinh tấn công lên rổ, có va chạm, tiếp tục là những tình huống cố gắng để cứu bóng nhưng bóng trở về tay của Hồ Chí Minh City Wing. Một pha lên rổ ngược lại và có điểm thành công dành cho Hồ Chí Minh City Wing. Và hộ ý dành cho ông Eric Rausling và những người học trò. Tốc độ của trận đấu thực sự là rất nhanh đúng không thưa anh Đức? Vâng, theo tôi một phần đến từ việc các cầu thủ vẫn còn đang cực kỳ hưng phấn với trận đấu đầu tiên của mình. Và đặc biệt là các cầu thủ Hà Nội Buffalo, tôi đang cảm giác là họ đang có một chút vấn đề gì đó ở sự tâm lý của mình. Họ cần bình tĩnh hơn. Có vẻ như là việc 2 năm phải thi đấu xa nhà và lần đầu tiên sau 2 năm được trở lại với thủ đô thi đấu trước các khán giả nhà, họ đang vẫn chưa thực sự bình tĩnh và có một tâm lý sẵn sàng. Việc áp lực đến từ yếu tố sân nhà và cũng muốn chứng tỏ, đó là những gì mà bình luận viên Phú Đức vừa đề cập. Đương nhiên do sức nóng của nhà thi đấu quận Hoàng Mai là rất lớn, ngày hôm nay thì thủ đô Hà Nội cũng tiếp tục trải qua một đợt nắng nóng nữa. Và việc là nhà thi đấu quận Hoàng Mai cũng nóng như vậy là không có gì là khó hiểu cả. Và chắc chắn là nhà thi đấu Hoàng Mai hiện tại ở trên sân, nhiệt độ sẽ còn nóng hơn con số 40 độ ở ngoài trời. Chắc chắn sau những mùa giải không thể mang lại thành công, chưa một lần vô địch với một đội bóng được mong chờ rất nhiều như Hà Nội Buffalo, thì mùa giải này họ bắt buộc, gần như đó là một điều bắt buộc, họ phải có một bước ngoặt. Và việc mang đến yên tâm cũng có thể coi là một chìa khóa để mở ra thành công. Nhưng thành công hay không, chúng ta vẫn phải đợi mùa giải kết thúc, chúng ta mới có câu trả lời cuối cùng. Và hiện giờ tỷ số đang là 8-2, khoảng cách là 6 điểm dành cho Hồ Chí Minh City Wings, đội bóng làm khách. Và trọng tài xác định tình huống đã chạm tay của Vincent Nguyễn, bóng đi ra ngoài. Chắc chắn là những fan lâu năm của Hà Nội Buffalo, mỗi khi nhìn thấy hình ảnh Vincent Nguyễn khoác áo Hồ Chí Minh City Wings thì chắc chắn họ sẽ còn rất buồn, và buồn sẽ rất nhiều. Đường truyền tốt của Tâm Đình và chúng ta đã có được một tiếng đăng rổ đầu tiên của Henry. Pha đăng rổ đó là pha đăng rổ rất nhẹ nhàng. Bóng trong tay của Vincent Nguyễn, việc kết hợp với cả số 0 Thomas sẽ tạo ra một bộ đôi hậu vệ tốc độ cũng như là có nhiều lối chơi, phải không thưa anh Đức? Đó là một pha phòng ngự tốt của Henry nhưng trọng tài đã cắt còi rồi. Sẽ có hai pha ném phạt dành cho cầu thủ của Hồ Chí Minh City Wings, Parson. Một tình huống lùi phòng ngự, về phòng ngự khá tốt của Henry. Tuy nhiên thì trọng tài đã xác định đó là một tình huống phạm lỗi. Có vẻ như đã có một tác động ở phía dưới của Henry dành cho Parson. Pha ném phạt đầu tiên không thành công. Thời gian thi đấu của hiệp thi đấu đầu tiên là còn 7 phút 21 giây. Thời gian còn rất nhiều để cho cả hai đội tìm được cảm giác. Cú ném thứ hai, bóng đi vào rổ dành cho Parson. Đó là một tình huống khá may mắn dành cho cầu thủ mang áo số 13 của City Wings. Tỷ số là 4 dành cho Buffalo và 9 cho City Wings. Chúng ta đang xem trận đấu khai mạc của VB ở phút thứ 3 hiệp đấu thứ nhất. Và ném midrange không thành công của Tâm Đình. Một tình huống gõ rổ chưa thành công đến từ Đinh Tiến Công. Có lẽ pha bóng rồi, Đinh Tiến Công bật hơi thấp. Có vẻ như Đinh Tiến Công đã có một chút lo ngại về việc trung phòng ở phía sau. Parson với tình huống ném 3 điểm là chưa thành công ngược lại. Bóng trong tay của Đinh Thanh Tâm, có một chút hớ anh đến từ Đinh Thanh Tâm. Bóng trả ngược về cho Hồ Chí Minh City Wings. Cắt bóng ngược lại đến từ Đinh Thanh Tâm. Cả hai đội đang trao đổi nhau những tình huống cắt bóng. Chúng ta vừa xem lại tình huống cắt bóng này đến từ Đinh Thanh Tâm. Bước chân cũng như là pha xỉa bóng rất nhanh. Sẽ là quả bóng dành cho Hồ Chí Minh City Wings và Vincent Nguyễn sẽ là người phát bóng. Có một chi tiết khá thú vị là tất cả những đội bóng đời đầu của VBA thì duy nhất Hồ Chí Minh City Wings và Hà Nội Buffalo chưa một lần vô địch. Hai đội bóng này thành tích tốt nhất của họ chỉ là áo quân. Hồ Chí Minh City Wings đã lọt vào trận chung kết của VBA mùa giải đầu tiên và họ đã để thất bại trước Đà Nẵng Dragon. Còn năm 2019 thì Hà Nội Buffalo đã thất bại trước một Cần Thơ Graphics rất mạnh vào thời điểm đó. Cú ném 3 điểm đến từ Vincent Nguyên. Cú ném 3 điểm rất ngọt.
và khoảng cách được nới ra thành con số 9. Bóng trong tay của Hà Nội Buffalo. Cú ném ngược lại, nhưng cú ném 3 điểm này có một dáng ném là không tốt đến từ cầu thủ của Hà Nội Buffalo. Tốc độ đến từ Thomas nhưng đã để bị mất bóng rồi. Chuyển đổi trạng thái, dẫu vậy thì lại là có một chút hơi đồng đội quá đến từ Staff phải không thưa anh Đức? Theo tôi đó là một đường chuyền hợp lý. Chỉ mỗi tội là Staff đã không thể biết được có một cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings cũng đã lùi về rất nhanh. Một đường chuyền chính xác về mặt quyết định của Staff. Chỉ đáng tiếc nó đã bị cản lại một thôi. Một tình huống ném rổ không thực sự chính xác, một bé shot của Henry, đó là một tình huống lao thủ. Và tướng 3 điểm này thì cũng vậy, bóng vẫn không đi vào rổ. Hai tình huống ném đều không thành công đến từ Henry. Có vẻ như anh muốn tấn công ở dưới rổ nhiều hơn và cũng như là đảm bảo được tỷ lệ tấn công nhiều hơn. Bóng trong tay của Vincent Nguyễn. Vincent Nguyễn đã thành công với một tuồng ném 3 điểm, vậy nên không thể bỏ lỡ. Vincent ở ngoài vòng 3 điểm và vừa rồi Thomas đã bị phạm lỗi. Trọng tài đã cất tiếng còi. Sự khác biệt giữa hai đội bóng có lẽ đến thời điểm này đó chính là sự bình tĩnh và những tình huống dứt điểm đơn giản. Hà Nội Buffalo, chúng ta còn nhớ họ đã bỏ lỡ ít nhất là hai tình huống gõ bảng đơn giản, họ không thể có điểm. Sẽ có hai pha ném phạt dành cho Thomas, cầu thủ mặc áo số 0 của Hồ Chí Minh City Wings. Thomas là cầu thủ thuận tay trái, vậy nên sẽ có một chút khó khăn cho các cầu thủ của Hà Nội Buffalo nếu như muốn theo kèm, bởi vì đa phần các cầu thủ của Hà Nội Buffalo đều thuận tay phải. Sẽ là cú ném thứ hai dành cho Richard Thomas. Bóng lập bập và rebound được dành cho Henry. Henry có một sải chân rất đẹp. Liên tục có lỗi. Chưa hề có lỗi đến từ các cầu thủ của Hồ Chí Minh City Wings, nhưng mà ngược lại Hà Nội Buffalo bị thổi lỗi. Liệu rằng chúng ta có thể thấy được sự bế tắc đến từ các cầu thủ của Hà Nội Buffalo thường phải không thưa anh Đức? Vừa rồi là một tình huống theo tôi cũng là một tình huống đánh khá cố của Henry, khi mà anh đã bị tới 3 cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings theo sát. Sẽ là hợp lý hơn nếu như mà Henry có một tình huống kick ra. Có lẽ các cầu thủ Hà Nội Buffalo cần có nhiều những tình huống drive and kick hơn để các cầu thủ hàng ngoài có khả năng thể hiện tay ném của mình. Một pha block đến từ Henry và có lẽ chúng ta đã có câu trả lời dành cho việc Henry có thay thế được Mike Bell phải không thưa anh Đức? Vâng, chỉ mới hiệp đấu đầu tiên thôi thì Henry đã có tới 3 tình huống block. Tình huống ném tráng ra đến từ Richard Thomas. Mùa giải năm nay thì chúng ta đã đón chờ một block machine trở lại, đó chính là DeAngelo Hamilton. Anh đã trở lại khoác áo thần tượng Catfish. Hamilton là cầu thủ có tình huống block nhiều nhất trong một trận đấu với 9 tình huống. Và năm nay chúng ta sẽ có một cái tên mới, đó chính là Henry. Và chúng ta cùng chờ xem Henry liệu có phá được kỷ lục đó của DeAngelo Hamilton hay không. Vừa rồi là cú ném 3 điểm không thành công đến từ Vincent Nguyễn. Đứng trên phương diện phòng ngự thì có thể Hà Nội Buffalo họ đang phòng ngự tốt ở khu vực dưới rổ với những pha block của Henry. Nhưng tấn công thì thực sự họ đang thiếu bài phải không thưa anh Đức? Vẫn rất bế tắc. Đây là một tình huống theo tôi cũng là ném không thực sự chuẩn xác của Tiến Dương. Một tình huống long thủ tiếp theo của Hà Nội Buffalo đi tấn công. Có một lợi thế thể hình đến từ Henry, nhưng ba cầu thủ của Hồ Chí Minh City Wings đã áp sát. Dẫu vậy thì vẫn có điểm sau dừng tay đến từ Henry. Vừa rồi thì chúng ta cũng phải dành lời khen cho hệ thống phòng ngự của Hồ Chí Minh City Wings. Trong tình huống đó thì sau khi Henry có bóng, ngay lập tức các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings đã có một tình huống double team và thậm chí là triple team dành cho cầu thủ trung phong của Hà Nội Buffalo. Rõ ràng đây là một hệ thống phòng ngự thực sự bài bản và có tính toán, chứ không phải là một tình huống ngẫu nhiên thưa anh Cường Đình. Vâng, chính xác. Và điều này chúng ta phải ghi công lao đến từ huấn luyện viên Eric Olsen đúng không thưa anh Đức? Vâng, và chúng ta cùng chờ xem ông Eric Olsen sẽ có thể làm gì giúp cho những người học trò của mình phá đi một thế trận đang khá bế tắc này. Các cầu thủ của Hà Nội Buffalo vẫn đang chạy bài nhưng vẫn chưa tỏ ra là họ
thành thoát được trong lối chơi. 5 giây trong đợt tấn công này, buộc phải tấn công ngay. Và buộc phải ném thôi. Một tiếng mid-range và tiếp tục bóng không tìm thấy đường vào rổ. Những tình huống ném tầm trung của các cầu thủ Hà Nội Buffalo thực sự vẫn chưa thể đi vào rổ. Cần có sự chỉn chu hơn. Cú ném 3 điểm. Lần này bóng chưa đi vào rổ dành cho Hồ Chí Minh City Wing, nhưng không một cái bóng nào của Hà Nội bắt được bóng. Do vậy vẫn là có pha rebound của Henry. Đinh Tiến Công lên rổ và có end one dành cho Đinh Tiến Công. Và nhà thi đấu Hoàng Mai như nổ tung sau một chuỗi biểu diễn vừa rồi của Henry. Và nó được thêm một chất kích thích mang tên pha lên rổ của Đinh Tiến Công. 4 pha block ở ngay hiệp thi đấu đầu tiên. Liệu rằng kỷ lục của VBA có thể phá không thưa anh Đức? Điều đó hoàn toàn có cơ sở. Đến lúc này chúng ta có thể nói về điều đó. Đây trên màn hình của chúng ta là Henry, một block machine mới của VBA. Sẽ là một bức tường thành rất khó khăn để có thể vượt qua. Các đội bóng theo dõi Hà Nội Buffalo cũng như là Hồ Chí Minh City Wing sẽ cần phải có những toan tính. Tuy vậy thì bóng rổ dẫu sao vẫn là một môn tập thể. Và Hồ Chí Minh City Wing có thể họ đang chưa có nhiều tình huống block, nhưng họ đang thể hiện tốt hơn mặt trận tấn công. Bóng trong tay của Richard Thomas. Một chuyên gia phòng ngự từ Hà Nội Buffalo đã theo kèm Richard Thomas. Rõ ràng là các cầu thủ của Hà Nội Buffalo họ muốn áp lực cầu thủ dẫn bóng của Hồ Chí Minh City Wing nhiều hơn. Trong tiếng vừa rồi thì tôi đã cảm thấy có một chút vấn đề trong hệ thống phòng ngự của Hà Nội Buffalo. Khi mà Parson có bóng thì không có bất kỳ một cánh tay nào, một cầu thủ nào tạo áp lực khi cầu thủ này ném bóng cả. Phải chăng các cầu thủ Hà Nội Buffalo đang muốn trung phòng của City Wing ném mid-range? Và chúng ta vừa xem lại tình huống phạm lỗi cũng như là có những va chạm đến từ cầu thủ của hai đội. Steph Tyrone là người bị phạm lỗi trong tình huống vừa rồi. Và người phạm lỗi đó chính là số 0, Richard Thomas. Vừa có một chút nhắc nhở đến từ huấn luyện viên Eric Wrestling dành cho Đinh Tiến Dương. Ông Eric Wrestling cũng là huấn luyện viên trưởng đội nữ bà bao quốc gia, giành được 2 tấm huy chương bạc tại SEA Games 31 vừa rồi. Thực chất thì khoảng cách điểm bây giờ vẫn không thực sự nói đến bất kỳ điều gì khi mà khoảng thời gian của trận đấu diễn ra ở hiệp đấu đầu tiên. Nhưng có thể đảm bảo được rằng là các cầu thủ của Hà Nội Buffalo họ chưa tìm thấy cảm giác ở kỹ thuật ném. Có thể nói là như vậy, bởi vì những tình huống ném của họ vẫn chưa cho thấy được sự hiệu quả và staff đã bắt buộc phải ra ngoài nghỉ. Mong rằng không có vấn đề gì nghiêm trọng dành cho cầu thủ bên phía Hà Nội Buffalo. Henry rất khó khăn ở khu vực bên. Một tiếng kích ra cho Đinh Thánh Tâm. Bóng yên nào rất đáng tiếc cho Tâm Đỉnh. Nhưng anh Đức, anh có đang nhận ra rằng một cầu thủ trẻ số 30 Huy Hoàng của Hà Nội Buffalo đã được vào sân hay không? Vâng, Huy Hoàng là một cầu thủ chơi vị trí số 1 và tôi có một cảm tình rất đặc biệt với cầu thủ này. Huy Hoàng là một cầu thủ cầm bóng tốt và có khả năng ném rổ rất tốt, nhưng vừa rồi là một tiếng turnover của Đinh Tiến Công. Một tình huống chuyền của Đinh Tiến Công dành cho Huy Hoàng. Có lẽ Đinh Tiến Công muốn nói rằng Huy Hoàng cần phải tiến tới để có thể nhận trái bóng thay vì là đứng chờ sẵn. Vâng, đây là một bài học dành cho Huy Hoàng, một tân binh, một rookie của VBA. Được vào sân ở trong những trận đấu như thế này chắc chắn sẽ là một điểm vinh dự. Và Huy Hoàng vừa có một bài học, đó là những gì mà anh Đức vừa chia sẻ. Nhưng chắc chắn có lẽ sau tình huống này thì Huy Hoàng cũng sẽ muốn thể hiện nhiều hơn. Khi mà trước đó vừa vào sân thì chính bản thân Huy Hoàng cũng đã có một tình huống chuyền không được tốt cho trung phong. Đó là Henry. Sẽ là cú ném phạt thứ hai dành cho Vincent Nguyễn. Bên phía City Wing thì chúng ta cũng đã được thấy lão tướng Huỳnh Hải xuất hiện, người mang áo số 7. Cầu thủ Huỳnh Hải cũng đã có một mùa giải khá đáng nhớ cùng Hà Nội Buffalo. Đẩy bóng lên rất nhanh đến từ Hà Nội Buffalo và đó là có điểm thành công dành cho Đinh Tiến Dương. Một quyết định rất nhanh và mang lại 2 điểm cho Hà Nội Buffalo. Tỷ số bây giờ là 11-15, vẫn là con số 4 cách biệt giữa hai đội. Hà Nội Buffalo họ đang muốn thủ zone và vừa rồi là sự khai thác rất đơn giản đến từ trung phong Darren Parsons của Hồ Chí Minh City Wings. Một mismatch đã xuất hiện khi bằng một cách nào đó tiến công đã phải theo kèm trung phong big man của đối thủ.
chắc chắn là cầu thủ này không thể làm gì hơn khi nhìn Parson ghi điểm. Tiếp tục là Hồ Chí Minh City Wing behind the back, đường truyền quá tốt cho Huỳnh Hải nhưng Hải không thể dứt điểm. Tiếp tục là một tình huống truyền luân chuyển bóng đến từ Hồ Chí Minh City Wing, pha lên rổ đầu tiên đến từ Lê Ngọc Tú. Anh cũng thay người. Vâng, có lẽ là Lê Ngọc Tú lên rổ với một suy nghĩ về con số 4 block của Henry thì anh Cường Đình. Và vừa rồi chính bản thân Henry cũng đã bị phạm lỗi sau một pha cố gắng xoay người tìm không gian để có thể lên rổ. Và phạm lỗi tương đối rõ ràng đến từ Richard Thomas. Sau một quãng đau thì Henry rất may mắn vẫn có thể đứng dậy được. Trước VB 2022 diễn ra thì Hà Nội Buffalo cũng đã kiếm được cho mình một danh hiệu tại VBA, đó là giải đấu VBA 3x3 được diễn ra tại thành phố biển Đà Nẵng và Hồ Chí Minh, và thành phố Hồ Chí Minh. Và cầu thủ import của Hà Nội Buffalo tại giải đấu đó, Starfox, đã chính thức khoác áo của đội bóng Saigon Heat tại VBA này. Và vừa rồi trọng tài đã không xác định đó tình huống phạm lỗi đến từ Thomas mà chỉ là pha trượt chân bởi Henry, và Henry bắt buộc phải ra ngoài nghỉ. Cú ném 3 điểm tiếp theo chưa thành công đến từ Vi Sinh Nguyễn. Và bây giờ thì Hà Nội Buffalo đang sử dụng 4 cầu thủ local và chỉ có Tâm Đình là cầu thủ Heritage mà thôi. Đây là một bài thử dành cho cầu thủ nội binh của Hà Nội Buffalo. Tiến Dương đột phá đường truyền ra Huy Hoàng với cú ném 3 điểm. Bóng chưa đi vào rổ cho Huy Hoàng, áp lực đủ lớn đến từ Richard Thomas. Đó là một cú ném hơi vội của cầu thủ bên phía Hà Nội Buffalo. Một tình huống chuyền vào backside, cú Kobe. Tốc độ quá nhanh đến từ Richard Thomas nhưng pha lên rổ sau đó thì là tay không thuận. Đinh Tiến Công, Eurostep lên rổ và có điểm thành công dành cho Đinh Tiến Công. Điểm số thứ 4 của Đinh Tiến Công trong trận đấu này. 20 giây cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên, chúng ta cùng chờ xem Hồ Chí Minh City Wing có mang về điểm số ở những giây cuối cùng này hay không. Vi Sinh Nguyễn, Lê Ngọc Tú đang chờ sẵn. Nhưng Parson đang muốn đánh độc lập tác chiến rồi, đã qua được người. Floater đến từ Parson. Tiếp tục là những tình huống cố gắng tiếp bóng. Dẫu vậy thì Hà Nội Buffalo đã thủ tốt. Và tỷ số là 17-13, khoảng cách là 4 điểm dành cho đội khách. Và chúng ta hãy cùng nghỉ ngơi trong ít phút trước khi đến với những diễn biến của hiệp đấu thứ hai. Trận đấu đang diễn ra vô cùng hấp dẫn giữa Hà Nội Buffalo và Hồ Chí Minh City Wings. We'll be right back.
Chúng ta sẽ quay trở lại với nhà thi đấu quận Hoàng Mai để tiếp tục chứng kiến trận đấu mở màn của VBA năm 2022. Trận đấu giữa đội chủ nhà Hà Nội Buffalo và đội khách Hồ Chí Minh City Wings. Và trên màn ảnh của chúng ta đấy là Henry đang có một cái băng ở trên mặt. Sau pha va chạm thì có lẽ Henry đã bị chảy máu và theo quy định thì Henry bắt buộc phải cầm máu thì mới được quay trở lại sân. Và cú ném tầm trung thành công đến từ Lê Ngọc Tú. Thủ Kobe đã có một mùa giải VBA thử nghiệm không thực sự thành công trong mùa đội tuyển quốc gia. Và đó cũng là lý do chính tại sao Thủ Kobe đã không thể tham gia kỳ SEA Games vừa rồi. Minh Hải, một tình huống phòng ngự tốt của các cầu thủ Hà Nội. Tiếp tục là Thủ Kobe và 4 điểm liên tiếp dành cho cầu thủ bên phía City Wings. Khi không có Henry ở dưới rổ thì các cầu thủ của Hồ Chí Minh City Wings họ tận dụng sự lắt léo của mình để có thể lên rổ và cũng như là ghi điểm những pha đánh cận rổ. Và đây là tình huống có điểm thành công dành cho Stubbs. Ở trong tay của Parson. Parson trong vòng vây của các cầu thủ Hà Nội Buffalo. Các cầu thủ Hà Nội Buffalo hiện giờ họ đang thi đấu với một đội hình phòng ngự liên phòng. Trọng tài đã cất tiếng còi. Phải chăng đó là tình huống phạm lỗi đến từ Tiến Dương? Với việc Henry đang phải ngồi ngoài thì zone defense chính là lựa chọn tốt nhất của Buffalo để có thể có khả năng thu hồi bóng tốt sau những cú ném của Hồ Chí Minh City Wings. Và chúng ta thấy được sự thay đổi người đến từ huấn luyện viên Eric Westling và đây là Văn Thắng. Mùa giải thứ hai Văn Thắng thi đấu tại VBA và mùa giải thứ hai anh khoác áo Hà Nội Buffalo. Văn Thắng là một cầu thủ thuận tay trái và có lẽ huấn luyện viên Eric Westling muốn cho Văn Thắng vào sân để có thể một phần nào đó hạn chế, nhưng dẫu vậy thì Richard Thomas vẫn có điểm. Theo tôi, một phần ông Eric Westling muốn Văn Thắng vào sân đó chính là việc cầu thủ này có khả năng ném rổ, và thường thì Văn Thắng ném anh rất ít suy nghĩ, thực sự là như vậy. Và đó là điều mà ông muốn Văn Thắng tạo nên sự đột biến dành cho những cú ném của cầu thủ này. Và vừa rồi Văn Thắng có một chút không chú ý để tối đa hóa được không gian để mà nhận tình huống chuyền bóng đến từ dẫn bóng chính, đó là Stubbs, và buộc cho huấn luyện viên Eric Westling bắt buộc phải gọi hội ý. Và có lẽ quyền hội ý này thì sau quyền hội ý này thì Henry sẽ quay trở lại sân. Hà Nội Buffalo thực sự vẫn chưa có thể cởi bỏ được nút thắt của mình. Họ vẫn đang thi đấu với một tâm lý nặng trĩu. Khoảng cách điểm bây giờ không còn là 4 nữa rồi. Hồ Chí Minh City Wings đang dẫn trước đội bóng chủ nhà tới 8 điểm. Nhưng một phần cũng đến từ việc các cầu thủ của Hồ Chí Minh City Wings đã tận dụng tốt cơ hội khi mà Henry đã không có ở trên sân để có thể tấn công liên tiếp 4 điểm. Giờ bóng trong tay của Hồ Chí Minh City Wings. Các cầu thủ của Hà Nội Buffalo thực sự họ đang sử dụng các bài đánh lên phòng nhiều. Điều này sẽ tạo điều kiện cho các tay ném của Hồ Chí Minh City Wings. Cú ném 3 điểm đến từ Huỳnh Thanh Tâm nhưng bật rất cao từ Henry. Dẫu vậy Huỳnh Thanh Tâm vẫn có điểm thành công. Vâng, có một điều có lẽ các bạn cũng không chú ý, đó là với sự xuất hiện của Huỳnh Thanh Tâm thì mùa giải năm nay Vincent Nguyễn đã chuyển sang số áo số 3 và nhường lại số áo số 4 quen thuộc của mình cho tân binh của Hồ Chí Minh City Wings. Một tiếng floater không thành công của Henry. Một phần nào đó cũng đã cho thấy được sự bế tắc trong cách tấn công đến từ các cầu thủ của Hà Nội Buffalo. Họ quá thiếu đi những sự lựa chọn. Buffalo đang phòng ngự 1-2. Người chơi ở vị trí đỉnh là Henry. Lại là một tình huống khai thác rất tốt vị trí back door của Hà Nội Buffalo và người vừa có 2 điểm là Trần Văn Trùng. Và cũng như là một sự thiếu tập trung đến từ Stubbs.
Huy Hoàng được chuyền vào Henry, rất khỏe. Trọng tài không cất tiếng còi sau pha va chạm vừa rồi. Đó là một tiếng airborne của Henry. Huỳnh Thanh Tâm. Cơ hội lên khoảng cách thành 15 dành cho Hồ Chí Minh City Wing, thậm chí là 16. Dẫu vậy thì bóng chưa đi vào rổ dành cho Huỳnh Thanh Tâm. Một tình huống hit check bất thành của cầu thủ áo số 4. Một tình huống lên rổ của Stapp và mang về điểm số 17 cho đội bóng chủ nhà. Một pha tấn công rất trách nhiệm đến từ Stapp. Những tình huống mà Stapp cần phải cất tiếng nhiều hơn để tạo ra động lực cho những người đồng đội. Vinh Sinh Nguyên với cú ném tầm trung, bóng chưa đi vào rổ. Độc độ đến từ Stapp. Thủ tốt đến từ Hồ Chí Minh City Wing. Dẫu vậy là vẫn cố điểm thành công cho Stapp. Một tình huống up ender và thêm một chút gì đó đến từ cầu thủ của Hà Nội Buffalo và tôi vẫn chưa thể hình dung ra được, anh Cường Đình ạ. Cũng có một phần đó là những cái đập nảy bóng rất thiện cảm và bắt buộc dành cho Hồ Chí Minh City Wing, huấn luyện viên Eric Olsen buộc phải hội ý nảy bóng hai lần, bóng đi vào rổ. Hai lần đổi tay sang trái rồi lại về phải và có hai điểm tính dành cho Hà Nội Buffalo. Thậm chí tình huống quay chậm vừa rồi cũng cho thấy Stapp còn giống như đang bay, thưa anh Đức. Vâng, tại mùa giải thực hiện năm ngoái thì Hà Nội Buffalo cũng đã sử dụng một cầu thủ có lối chơi khá giống Stapp, đó chính là Anthony Modi. Và cả hai cầu thủ này đều làm tôi liên tưởng tới một huyền thoại của NBA, đó chính là Allen Iverson, thưa anh Cường Đình. Thực tế thì nhà thi đấu Quận Hoàng Mai đang rất là náo nhiệt và các cổ động viên cũng vô cùng nhiệt thành khi mà cổ vũ là rất nhiều, thưa anh Đức. Cũng đã lâu lắm rồi chúng ta mới có lại bầu không khí này ở VBA, đúng không anh? Vâng, chính xác là 2 năm thưa anh Cường Đình. Một khoảng thời gian quá dài và thật tuyệt vời. Chúng ta đã vượt qua được đại dịch Covid-19 và ngày hôm nay đã có mặt ở nhà thi đấu Hoàng Mai để chứng kiến giải bóng rổ chuyên nghiệp và đã có N1 dành cho Parson. Và tấn công hiệu quả và cũng như là có những lời qua tiếng lại đến từ Parson dành cho Nguyễn Đường Quang Anh. Phải chăng Parson đã cảm thấy có một chút rén sau pha va chạm vừa rồi với Nguyễn Đường Quang Anh? Quang Anh đã có một tình huống phòng ngự rất aggressive. Thủ power play dành cho cầu thủ bên phía City Wings. Khoảng cách hơn 10 dành cho đội bóng làm khách. Lúc này chúng ta cũng cần phải nhìn thấy những sự hiện diện của Huỳnh Thanh Tâm. Dẫu vậy đó là pha alley-oop bật cả và úp rổ mạnh đến từ Henry. Nhưng tôi tin chắc chắn rằng các fan hâm mộ của Hà Nội Buffalo muốn chứng kiến nhiều hơn những tình huống có điểm của Henry. Hiện tại thì đội bóng này vẫn đang bị dẫn trước tới 10 điểm. Đình tiến công có một chút chần chừ. Liên tục là những tình huống cố gắng luôn chuyền bóng ra. Henry rất đơn độc khi cố gắng để có thể bắt rebound. Parson. Và trọng tài xác định tình huống lỗi tấn công. Một tình huống thất trạc của Parson. Đã có một chút tinh quái đến từ vị trí của Stapp bên phía Hà Nội Buffalo. Stapp đang có vị trí trước, đó là những gì mà trọng tài đã kết luận. Và bóng trả ngược lại dành cho Hà Nội Buffalo. Khoảng cách là 10 điểm. Và thực sự tôi rất muốn nhìn thấy những cú ném đến từ Đinh Thanh Tâm. Những pha đánh độc lập tác chiến như thế này. Sau tình huống mở điểm thì Tân Đình gần như là mất hút, thưa anh Cường Đình. Cũng như cú ném vừa rồi thì Đinh Thanh Tâm cũng chưa thể thành công được một tình huống chuyền tốt, phối hợp cực kỳ hay đến từ hai cầu thủ của Hồ Chí Minh City Wings. Người vừa có điểm là Trí Ảnh và người kiến tạo là Nguyễn Văn Trung. Nhưng trước đó chúng ta phải dành lời khen cho tầm nhìn và khả năng chuyền bóng cực kỳ đỉnh cao của Vincent. Stapp đang là người cầm bóng, sẽ cố gắng đánh bù và lật đường chuyền ra. Nguyễn Đường Quang Anh chống trải với một tình huống ném ba, bóng lại đi lệch ra.
Tình huống lên rồi từ Henry, rất khéo. Henry thậm chí còn chậm lại một nhịp để có thể nhìn rõ rổ, sau đó anh mới đưa bóng lên rổ. Vâng, điều đó thật đơn giản khi mà Parson không có ở đó, thưa anh Tường Đình. Chỉ là chí anh theo kèm Henry trong tình huống đó mà thôi. Một cú ném xa của Vincent và 3 điểm tính dành cho Vincent Nguyễn, người cũ của Hà Nội Buffalo. Cú ném 3 điểm thành công thứ hai của Vincent Nguyễn trong trận đấu ngày hôm nay. Cái anh nhìn cao mày đến từ huấn luyện viên Eric Westling dành cho các học trò. Cú ném tầm trung của Henry lại là một lần nữa. Những cú ném của Hà Nội Buffalo chưa cho thấy được địa chỉ chính xác. Cú ném 3 điểm tiếp theo đến từ Vincent Nguyễn. Dẫu vậy là ném bóng tráng ra, nhưng không ai của Hà Nội Buffalo thu hồi trái bóng. Một tình huống bóc rào cực kỳ lỗi của một cầu thủ bên phía Hà Nội Buffalo. Bóng rời ra, chiếm được vị trí trước nhưng lại để đối thủ vươn lên. Lúc này đây thì một tình huống lên rổ chưa hiệu quả đến từ Staff. Tốc độ quá lớn đến từ Parson. Có va chạm và trọng tài đã cất tiếng còi, bắt buộc phải phạm lỗi đến từ cầu thủ trung phong của Hà Nội Buffalo. Hồ Chí Minh City Wings đang tận dụng tốt những tình huống fast break. Và tất nhiên lối chơi đồng đội của họ vẫn đang được thể hiện tốt hơn so với đội bóng chủ nhà. Sẽ có hai pha ném phạt tiếp theo dành cho trung phong Parson của Hồ Chí Minh City Wings. Và cơ hội đưa tỷ số lên thành con số 40 dành cho đội bóng làm khách. Cú ném đầu tiên bóng đã đi vào rổ dành cho Parsons. Phải chăng các cầu thủ của Hà Nội Buffalo cần Đinh Thanh Tâm nhận bóng ở khu vực low post và cũng như đánh ISO nhiều hơn thưa anh Đức? Chúng ta vẫn thấy Hà Nội Buffalo đánh ISO từ rất nhiều khoảng thời gian rồi. Và rất tiếc người được lựa chọn không phải là Tâm Đình trên Tường Đình mà nó là Henry. Và chúng ta thấy là các cầu thủ Hà Nội Buffalo đánh two man game rất nhiều giữa hai vị trí của Henry và Stubb. Nhưng chỉ đáng tiếc là điều đó chưa mang lại hiệu quả cho Hà Nội Buffalo mà thôi. Cú cắt bóng tốt đến từ Richard Thomas và đây lại là phản công nhanh dành cho Hồ Chí Minh City Wings. Dẫu vậy đã để bị trượt chân. Bóng trong tay của Henry. Quan và đàn rổ. Và đàn rổ quá mạnh mẽ đến từ Henry. Vâng, chúng ta cùng xem lại tác phẩm này. Chúng ta phải nói là tác phẩm. Ở cú bay lên của Văn Trung cũng chỉ khiến cho cú bật nhảy của Henry thêm đẹp vào thôi. Cú ném 3 điểm đến từ Parson. Bóng đi yếu lực. Có lẽ pha đan rổ vừa rồi của Henry một phần nào đó sẽ giúp cho các cầu thủ của Hà Nội Buffalo tìm ra được khoảng cách, tìm ra được cảm giác. Họ cũng đã có khá nhiều những tình huống đẹp mắt, nhưng quan trọng nhất vẫn là điểm số trên Cường Đình. Họ vẫn đang bị dẫn điểm và điều này họ cần phải giải quyết rất nhiều. Có thể những tình huống alley-oop như thường đan rổ mang lại một chút hưng phấn dành cho các cầu thủ và cho khán giả, nhưng họ cần phải tận dụng được những hưng phấn đó của mình để có nhiều điểm số hơn. Hồ Chí Minh City Wings họ vẫn đang chơi rất từ tốn, rất đoàn kết và kiếm được rất nhiều điểm. Đó là điều khác biệt của hai đội bóng tính từ thời điểm này. Một cú ném phạt thành công đến từ Đinh Thanh Tâm. Và ném phạt luôn là những điểm số miễn phí và cần phải tận dụng. Và tất nhiên về khả năng ném phạt của Tâm Đinh thì chúng ta không được gì phải bàn cãi nữa rồi. Văn Trung đã ra ngoài sân và người thay thế cho Văn Trung đó chính là Lê Ngọc Tú. Lê Ngọc Tú hiện giờ đang xuất phát trên hàng ghế dự bị và cũng đã có những điểm số thể hiện được sự hiệu quả của một cầu thủ từng đoạt danh hiệu Local MVP. Và vừa rồi tình huống ném điểm thành công dành cho Richard Thomas. Vâng, may mắn cũng là một kỹ năng và vừa rồi Thomas đã sử dụng rất tốt hiệu quả kỹ năng đó của mình, mang về điểm số thứ 41 dành cho đội bóng Hồ Chí Minh City Wings. Vẫn là những tình huống ISO rất bế tắc của Hà Nội Buffalo thời Cường Đình. Và lợi thế về mặt tốc độ cũng như là thể hình đến từ Parson và điểm số liên tiếp. Có một chút đáng tiếc là tính tới thời điểm này, hệ thống live start của VBay thì chúng tôi đang có chưa thực sự hoạt động hiệu quả. Chúng tôi cũng chưa thể biết được các cầu thủ Hà Nội Buffalo để turnover bao nhiêu tình huống rồi. Hồ Chí Minh City Wings đã có được bao nhiêu điểm từ những tình huống turnover đó của Hà Nội Buffalo. Do vậy thì vừa rồi là có điểm số đến từ Henry, nhưng chống trải dành cho Marco Chí Anh chưa thể thành công dành cho Chí Anh, để bị mất bóng. Do vậy là chạm chân của Chí Anh và bóng vẫn tiếp tục dành cho Hà Nội Buffalo.
Hiệp đấu thứ hai còn khoảng 2 phút. Thực sự tôi rất muốn nhìn thấy được hình ảnh tận dụng những cú ném 3 điểm đến từ Đinh Thanh Tâm. Và đây là cú ném 3 điểm. Bóng chưa đi vào rổ dành cho Đinh Thanh Tâm. Sải tay rất dài để cố gắng thu hồi bóng đến từ Henry. Parson đã chủ động đánh chấp lại. Và đó là một tình huống không thể đánh rổ của Parson. Vincent. Đây là Thomas. Tốc độ đến từ Nguyễn Đức Quang Anh. Nhưng chưa thể nào tấn công được đến từ Nguyễn Đức Quang Anh. Những sự lập bập. Nguyễn Đức Quang Anh chống trải với một tình huống ném 3 điểm rất nắn nót. Và đó là có điểm thành công dành cho Nguyễn Đức Quang Anh. Wide open. Và ngay lập tức Quang Anh đã trừng phạt Parson trong tình huống đó khi mà cầu thủ này đã quyết định không ra close-out từ anh Tường Đình. Khoảng cách thủ ngắn xuống còn là 12 điểm. Tình huống truyền ra. Các cầu thủ của Hồ Chí Minh City Wing họ đang tận dụng không gian quá tốt. Xoay người đến từ Thomas. Dẫu vậy trọng tài đã cất tiếng còi. Có thể thấy Thomas là một cầu thủ có bộ kỹ năng rất điều luyện, đúng không thưa anh Đức? Thomas và staff của Hà Nội Buffalo có ngoại hình khá giống nhau và khả năng dẫn bóng handle cũng rất tương đồng. Và trong khoảng 1-2 phút vừa qua, chúng ta thấy Situing đang đánh rất nhiều vào vị trí của Thomas. Và vừa rồi là một trong những tình huống hiếm hoi mà Thomas đánh ISO. Trước đó anh đã drive bằng kích rất nhiều. Và theo tôi đây cũng là một trong những sự khác biệt giữa hai đội bóng Hồ Chí Minh Situing và Hà Nội Buffalo tính tới thời điểm này. Nhưng có thể thấy được rằng là các cầu thủ của Hồ Chí Minh City Wings họ thể hiện bài toán không gian tốt hơn Hà Nội Buffalo. Hà Nội Buffalo trong những tình huống vừa rồi có thể thấy rằng họ rối ren để tìm ra khoảng trống như thế nào, trong khi Hồ Chí Minh City Wings chỉ cần dẫn bóng vào trong một chút thôi, họ cũng đã có thể tạo ra được khoảng không gian ở cánh ngoài rồi. Và tất nhiên là họ Hồ Chí Minh City Wings cũng đang tận dụng rất tốt những tình huống phản công nhanh nữa. Trong tay của Henry, Đinh Thanh Tâm. Tâm Đinh và Parson. Rất khó khăn Tâm Đinh nhưng đã crossover vượt qua được Parson. Nhưng chỉ đáng tiếc đường truyền dành cho người đồng đội là hơi thấp. Phạm luật 24 giây đến từ các cầu thủ của Hà Nội Buffalo. Trước đó Đinh Thanh Tâm đã crossover, đã vượt qua được Parson. Và có lẽ người hâm mộ muốn một tình huống tấn công tiếp theo đến từ Đinh Thanh Tâm thay vì là một đường truyền. Theo tôi đó là một quyết định truyền bóng có thể hiểu được cho Tâm Đình, nhưng chỉ đáng tiếc một chút là đường truyền của Tâm Đình không được như ý mà thôi. Nếu mà Nhật Tân nhận được đường truyền đó ở một vị trí thuận lợi hơn thì chắc chắn đó sẽ là một tình huống có cơ hội gõ bảng rất đơn giản. Và 15 giây cuối cùng của hiệp đấu thứ hai, shot clock cho Hồ Chí Minh City Wing ở possession này là còn khoảng 6 giây. Một tiếng trượt chân, lại là một trượt chân lần nữa, nhưng vẫn là cắt bóng đến từ Hồ Chí Minh City Wings. 4 giây, buộc phải ném đến từ Lê Ngọc Tú. Một cú ném khó, chưa thể thành công. Tình huống ném cuối cùng sau đó đến từ Vi Sinh Nguyễn, bóng cũng đi ra ngoài. Và kết thúc hiệp thi đấu thứ hai với tỷ số 44-32. Một nửa đầu không mấy hiệu quả đến từ đội bóng chủ nhà.
Vâng, xin cảm ơn phần trình diễn của những cô nàng Young Buffaloes. Vừa rồi thì tôi có những phần quà dành cho khu vực khán đài phía bên này. Nhưng mà vì phía bên này không nhiệt tình với tôi lắm, nên bây giờ tôi mang những phần quà này dành cho phía khán đài bên này. Và những ai đã từng là người hâm mộ của Hà Nội Buffaloes thì cho tôi hỏi câu thần chú để nhận được slingshot là gì ạ? Có ai nhớ không ạ? Có ai biết không ạ? Là gì ạ? Anh gì cơ? Anh đẹp trai ơi! Quên hết rồi! Gì ạ? Ơi! Nhưng mà bé quá gì? Chả nghe thấy gì cả! Bây giờ, ai trả lời được câu hỏi của tôi sẽ tặng phần quà. Một cộng một là mấy? Hai cộng hai là mấy? Căn bậc hai của 9 là mấy? Xin tìm kiếm con mình là mấy? Đây, người có mấy quan đầu tiên đi ra. Hai hiệp đấu đầu tiên theo tôi là khá buồn của Hà Nội Buffalo thưa anh Cường Định. Với tôi nghĩ rằng thì hai hiệp đấu đầu tiên là hai hiệp đấu mà hai cầu thủ ngoại binh của Hà Nội Buffalo họ chơi bóng rổ đôi nam, và hiện giờ chúng ta đang thấy thông số đến từ cả hai đội bóng khi mà Hà Nội Buffalo họ thể hiện sự yếu hơn về khả năng ghi điểm với 35% tỷ lệ ghi điểm so với 40% đối với đội bóng làm khách, và cũng như là những tình huống phối bóng và phối hợp với nhau của đội bóng làm khách hiệu quả hơn khi mà Hồ Chí Minh City Wing họ có 4 kiến tạo nhiều hơn so với 8 của Hà Nội Buffalo. Trong số 44 điểm của Hồ Chí Minh City Wing thì họ đã kiếm được 10 điểm đến từ những đợt phản công nhanh, và điểm số từ những tình huống turnover mà Hồ Chí Minh City Wing có được trước đối thủ Hà Nội Buffalo đó là con số 12, đúng như tôi dự đoán. Thầy Cường Đình, các cầu thủ Hà Nội Buffalo họ đang để turnover khá nhiều sau hai đấu đầu tiên, hiện tại là con số 10, và họ có lẽ họ cần phải có những đợt tấn công chắc chắn hơn nếu như không muốn để mất điểm lãng phí dành cho đối thủ. Hiện giờ đội bóng người đang ghi điểm nhiều nhất đến từ đội bóng chủ nhà đó là Henry Leiden với 12 điểm, 42% tỷ lệ ghi điểm và 9 pha rebound, nhưng ấn tượng hơn đó là 4 pha block ở ngay hiệp thi đấu đầu tiên. Còn ở đội bóng làm khách thì Richard Devon Thomas với 10 điểm, 36% tỷ lệ ghi điểm, 9 rebound, chính xác là 8 rebound và 3 kiến tạo. Và cũng đã có những tình huống ném 3 điểm thành công đến từ Richard Thomas, thưa anh Đức cũng như quý vị và các bạn. Vâng, Richard Thomas theo tôi thấy thì ở hiệp đấu thứ 2 anh chính là trái tim của Hồ Chí Minh City Wing. Anh có khả năng dẫn bóng tốt và những tình huống drive and kick của anh đã tạo nên khoảng trống rất nhiều dành cho những người đồng đội. Và có lẽ là các cầu thủ Hà Nội Buffalo nếu họ muốn tạo nên một điều gì đó trong trận đấu ngày ra quân, và điều đó chắc chắn sẽ là họ sẽ muốn có một cuộc lội ngược dòng, chúng ta tạm thời có thể nói thế, để có một chiến thắng sau 2 năm chờ đợi dành cho những fan thủ đô. Họ cần phải có một sự thay đổi nhiều hơn, và đặc biệt là lối chơi của họ cần có sự gắn kết nhiều hơn và cần có sự hiệu quả chính xác hơn ở những cú ra tay của mình. Nếu một nhân tố để có thể lên tiếng ở trong hiệp thi đấu thứ 3 và hiệp thi đấu thứ 4 này, tôi rất mong chờ đó là Tâm Đình. Thực sự cầu thủ này chưa cho thấy được sự hiệu quả. Chỉ có tình huống lên rổ đầu tiên, đó là tình huống có điểm đến từ Tâm Đình. Còn lại thì Đinh Thanh Tâm rất mờ nhạt ở trên phương diện tấn công. Ông Eric Wilson chắc chắn là sẽ có rất rất nhiều điều muốn nói dành cho những người học trò của mình. Khoảng cách điểm giữa hai đội bóng bây giờ đang là con số 12. Đương nhiên nếu tính theo lý thuyết thì 12 điểm vẫn là một con số có thể thu ngắn và cũng như là săn lấp được đến từ đội bóng chủ nhà, bởi vì thời gian là còn rất nhiều. Tất nhiên như tôi nói, họ muốn rút ngắn và thậm chí là săn lấp để vươn lên thì Hà Nội Buffalo cần phải thay đổi rất nhiều. Các cầu thủ cần có sự gắn kết nhiều hơn, cần có nhiều đường truyền hơn. Nếu như đánh two-man game không thực sự hiệu quả thì ông Eric Wilson cần phải cho những học trò của mình có sự khác biệt về mặt lối chơi. Và người ghi điểm nhiều nhất đến từ đội bóng Hồ Chí Minh City Wings đó là Dyson Parsons với 13 điểm, 7 pha rebound và 2 pha kiến tạo.
Có thể thấy rằng là hai cầu thủ ngoại binh của Hồ Chí Minh City Wing họ đánh cũng rất đều đúng không thưa anh Đức? Có sự khác biệt theo tôi phần lớn đến từ lối chơi thưa anh Cường Đình. Khi mà các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wing họ tìm thấy nhau nhiều hơn, không chỉ ở vị trí của hai cầu thủ import mà còn ở rất nhiều vị trí khác như là Vincent Nguyễn, Trần Văn Trung và thậm chí là mà cả Chí Anh nữa. Nhưng mà Hà Nội Buffalo họ chưa làm được điều đó, đó chính là sự khác biệt. Áp lực những bước đầu tiên rất nhanh đến từ cầu thủ của Hồ Chí Minh City Wing, dẫu vậy là có điểm thành công ở hiệp thi đấu thứ 3 này dành cho Đinh Tiến Công. Khoảng cách bây giờ là 10 điểm, người đang có bóng là Parson. Tình huống luân chuyển bóng đầu tiên của hiệp thi đấu thứ 3 này, Hồ Chí Minh City Wing hoàn toàn có thể có những tình huống ném tầm trung đơn giản và đó là có điểm thành công dành cho Richard Thomas. Ở tình huống đó thì hàng phòng ngự của Hà Nội Buffalo dường như đã bị đánh lừa. Các cầu thủ áo xanh đã lùi về theo hướng di chuyển của Trần Văn Trung và đã có một không gian khá rộng dành cho Thomas. Cú ra tay ở vạch 3 điểm không tốt của Tâm Đình. Tâm Đình vẫn đang là nhân vật chính của bộ phim mất tích tính tới thời điểm này. Một pha áp lực rất lớn đến từ Henry dành cho Parson, nhưng sau đó thì tình huống áp rổ là chưa hiệu quả đến từ cầu thủ số 21 Anh Khoa. Do vậy ngược lại, Hà Nội Buffalo cũng không tận dụng được đợt tấn công vừa rồi. Tốc độ rất nhanh đến từ Thomas. Đó là một tình huống bóng chạm tay của Thomas đi ra ngoài biển. Và thậm chí vị trọng tài cũng đã thổi rằng Thomas đã phạm luật ngửa bóng. Và bóng sẽ được dành cho Hà Nội Buffalo. Có thể thấy được Vincent Nguyễn đang áp lực ngay từ phần sân của Hà Nội Buffalo dành cho staff thưa anh Đức. Chúng ta có thể thấy là một chiến thuật box one thưa anh Cường Đình, không muốn cho cầu thủ đối phương nhận bóng rất nhanh và đã có lỗi của cầu thủ bên phía Hồ Chí Minh City Wing, đó là Trần Văn Trung. Trần Văn Trung là một cầu thủ lỗi rất nhiều. Nhưng đó cũng là một cách để thể hiện chiến thuật thưa anh Đức, khiến cho các đối thủ không có cảm giác lên rổ một cách dễ dàng. Trần Văn Trung là một cầu thủ rất hustle trong những tình huống phòng ngự của mình. Bóng đi vào rổ dành cho Stubbs. Stubbs Tyrant tính tới thời điểm hiện tại thì anh đã có 7 điểm. Sẽ là cú ném thứ hai. Bóng đi vào rổ và điểm số thứ 8 dành cho Stubbs. Khoảng cách là con số 10 cho Hà Nội Buffalo để có thể đuổi. Nhưng các cầu thủ của Hà Nội Buffalo họ dường như là vừa mơ ngủ và cũng như tập trung hết vào Parson trong tình huống vừa rồi. Không có bất kỳ một cầu thủ nào theo kèm cầu thủ bên phía City Wing trong tình huống đó. Đó là một vị trí cực kỳ nhạy cảm nên Cường Đình. Vị trí low post. Các cầu thủ của Hà Nội Buffalo thậm chí họ lùi về để phòng ngự rất chậm và cũng như mất những tình huống bắt offensive rebound rất khó hiểu. Một tình huống mất rebound rất đáng trách của Tâm Đình. Anh đã thi đấu không thực sự quyết tâm ở tình huống vừa rồi để cho Vincent ở phía sau vượt lên và chiếm trọn tình huống rebound đó. Nhưng sau đó thì chính bản thân Vincent Nguyễn cũng không thể nào lên được rổ cũng như là giành bóng lại với một cầu thủ to con hơn anh rất nhiều, đó là Henry. Suýt chút nữa Vincent Nguyễn đã cướp được trái bóng trong tay của Stubbs. Vincent vẫn đang có một áp lực phòng ngự rất khó chịu lên vị trí của Stubbs. Đinh Thành Tâm rất muốn chống trải nhưng các cầu thủ của Hồ Chí Minh City Wing họ không cho Đinh Thành Tâm dẫn bóng dễ đến như vậy. Áp lực quá lớn đến từ Lê Ngọc Tú nhưng vẫn có điểm dành cho Đinh Thành Tâm. Tâm Đình chắc chắn là một chìa khóa quan trọng để cho Hà Nội Buffalo có thể nghĩ đến một điều kỳ diệu trong trận đấu này. Cú ném tầm trung chưa thành công và tiếp tục là những pha bảo vệ rổ tốt đến từ Henry. Nguyễn Đường Quang Anh để bị trượt chân. Đột phá đến từ Henry. Trọng tài xác định lỗi tấn công. Một tình huống phòng ngự rất tốt của Parson. Một tình huống phòng thủ cực kỳ chủ động và bắt được bước di chuyển của đối thủ. Parson đã nhận ra là Henry sẽ dùng vai để có thể huých anh ra.
cảm quan va chạm là rất tốt đến từ Parson. Khoảng cách vẫn đang ở trong ngưỡng 10 cho đến 12 điểm. Hà Nội Buffalo họ chưa thể rút ngắn được nhiều hơn thế. Một tình huống ném fade away nhưng bóng đã bị lập bập và đã có cất tiếng còi đến từ vị trọng tài. Có vẻ như lỗi thuộc về Lê Ngọc Tú vào vị trí của Quang Anh Sugar. Lê Ngọc Tú hiện giờ đã thay thế vị trí của Vincent Nguyễn ra bóc quăn. Stop. Ý đồ muốn đốt thể lực là quá rõ ràng. Đến từ huấn luyện viên Eric Olsen, phải không thưa anh Đức? Vâng, và có vẻ như là ông Olsen cũng muốn cho Hà Nội Buffalo cần phải đánh nhanh hơn. Ông không muốn cho đội bóng này có một bài đánh cụ thể, một cầu thủ cầm bóng có khả năng điều phối dễ dàng hơn. Trung bình thì Staff có 7 kiến tạo, nhưng đây là một tình huống để mất bóng quá hớ hình và pha đơn rổ không thành công đến từ Parson. Có lẽ tốc độ quá nhanh khiến cho Parson không thể nào kiểm soát được trái bóng. Không có lỗi của Tú Kobe, trận đấu tiếp tục. Nhưng đường chuyền của một cầu thủ Sinh Tuyên lại đến thẳng cái tay của một cầu thủ bên phía Buffalo. Nhưng trong tình huống đó, Đinh Thanh Tâm là người ném bóng lại không thể tận dụng được cơ hội trời cho. Những pha lập bập và trọng tài xác định bóng trả về cho Hà Nội Buffalo sau tình huống mất bóng đến từ Richard Thomas. Tình huống turnover thứ hai của Thomas trong hiệp đấu này. Và cả hai tình huống đều là những tình huống anh tự đưa bóng ra ngoài biên. Đinh Tiến Công đã ra ngoài sân. Có thể thấy rằng Staff rất khó khăn để có thể dẫn bóng lên trước một cầu thủ cũng có sải tay dài như là Lê Ngọc Tú. Tâm Bình thậm chí còn trượt ngã sau cú ném của mình. Cầu thủ alley-oop và đó là cú điểm thành công. Nhận biết tình huống là quá hay đến từ hai cầu thủ của Hà Nội Buffalo. Khoảng cách bây giờ là 8 điểm, 40-48. Cơ hội là vẫn còn dành cho đội bóng chủ nhà. Chí Anh, tình huống truyền tốt và trọng tài đã xác định tình huống phạm lỗi. Do vậy sẽ có hai pha ném phạt dành cho Parsons. Người phạm lỗi trong tình huống vừa rồi là Trần Ngọc Tân. Còn chính xác và chính xác đó là cầu thủ mang áo số 25 Vũ Việt Hoàng, thưa anh Đức. Sẽ có hai pha ném phạt dành cho Parson. Cú đá bóng đi vào rổ. Những áp lực đến từ các cổ động viên của Hà Nội Buffalo dành cho Parson liệu có đủ hay không? Lần này là đã đủ. Và rebound được dành cho Henry. Có thể thấy rằng ở hiệp thi đấu thứ 3 này, Henry đang không tấn công quá nhiều mà muốn tìm bóng đến với Tâm Đinh để cho Tâm Đinh có cảm giác, phải không thưa anh Đức? Vâng, điều này thực sự đã diễn ra cuối hiệp đấu thứ 2 rồi. Lại là một cú ném xa của Tâm Đinh, bóng vẫn chưa tìm được đường đi vào rổ ở những cú ném 3 của Đinh Thanh Tâm. Parson. Tốc độ từ Parson rất khỏe nhưng Henry cũng có một sải tay rất dài, bóng trong tay của Đinh Thanh Tâm. Lợi thế về người để cho Hà Nội Buffalo. Đường chuyền. Phải lên rổ và có and one thành công dành cho Stuff. Phải lên rổ rất khéo đến từ cầu thủ mặc áo số 15 của Hà Nội Buffalo. Sẽ có thêm một pha ném phạt nữa dành cho hậu vệ của Hà Nội Buffalo. Một nụ cười rất tươi trên khuôn mặt của Thomas. Và lão tướng Huỳnh Hải cũng đã vào sân. Lúc này đây thì Hồ Chí Minh City Wings họ cần có những tình huống tấn công và cũng như là những pha phòng ngự có kinh nghiệm và hoàn thành pha end one đến từ Stubbs. Có lẽ điều khác biệt lớn nhất của Hà Nội Buffalo ở đấu thứ ba này chính là khả năng phòng ngự của họ đã tốt rất nhiều rồi. Các cầu thủ của Hà Nội Buffalo họ rất biết áp lực những bước chạy
đầu tiên đến từ các cầu thủ của Hồ Chí Minh City Wings. Điều này khiến cho các cầu thủ của Hồ Chí Minh City Wings luân bóng không đủ tốt nữa. Và vừa rồi tình huống phòng ngự hay đến từ Nguyễn Đức Quang Anh. Tình huống lên rổ đơn giản dành cho Nguyễn Đức Quang Anh, bắt buộc huấn luyện viên Eric Olsen phải hội ý. Khoảng cách bây giờ chỉ là 4 điểm mà thôi. Và lợi thế tâm lý giờ đây đã thuộc về đội bóng chủ nhà Hà Nội Buffalo. Từ khoảng cách xa nhất là 12 khi bắt đầu hiệp thi đấu thứ 3, các cầu thủ của Hà Nội Buffalo đã thu ngắn xuống thành con số 4. Chắc chắn phải là xuất phát từ đến việc phòng ngự, đúng không thưa anh Đức? Chính xác, các cầu thủ Hà Nội Buffalo đã có áp lực tốt hơn và các cầu thủ Hà Nội Buffalo cũng đã có sự luân chuyển hỗ trợ tốt hơn trong hệ thống phòng ngự của mình, khiến cho những cú ném và những tình huống phối hợp của City Wings không còn được mượt mà như những gì họ đã có ở hai hiệp đấu đầu tiên. Dẫu vậy thì vẫn có những tình huống mà các cầu thủ của Hà Nội Buffalo hớ hênh để mất rebound, để mất những tình huống bắt bóng bất bại. Và điều này có lẽ huấn luyện viên Eric Westling sẽ chấn chỉnh lại ở trong cái hội ý này. Kết thúc khoảng thời gian hội ý thì thời gian thi đấu của hiệp thi đấu thứ 3 còn 4 phút 31 giây. Và hiện giờ hai cầu thủ đang ghi điểm nhiều nhất đến từ cả hai đội đó là Henry Leiden, người đang có mặt ở trên màn hình đây, và bên phía của đội bóng làm khách là cầu thủ Dyson Parson. Bóng trong tay của Parson. Bình Hải tận dụng điểm trợ. Và trọng tài xác định tình huống phạm luật chạy bước đến từ số 7 Huỳnh Hải. Một tình huống phòng ngự cực tốt của staff trong tiếng vừa rồi. Anh hoàn toàn chủ động mà bắt bước của đối thủ, phải nói rất chủ động. Cũng như là bước lùi về ở phía chân trái đã khiến cho Huỳnh Hải không có một điểm tựa. Và buộc cho Huỳnh Hải phải bước chân thêm. Đó là cơ sở cho trọng tài bắt tình huống phạm luật chạy bước vừa rồi. Những áp lực và đây là phản công. Staff hoàn toàn có thể đánh rổ. Pha đánh rổ đơn giản và nhẹ nhàng. Lần này thì đã không có một tình huống bỏ lỡ của Import bên phía Hồ Chí Minh City Wings nữa rồi. Trước đó chúng ta còn nhớ anh có một tình huống đăng rổ trượt, khá đáng tiếc. Henry muốn tấn công dưới rổ, đường truyền ra Bùi Thái Hà. Vẫn còn bóng cho Bùi Thái Hà, rất bình tĩnh và có điểm thành công dành cho Bùi Thái Hà. Ngay cú ném đầu tiên của mình thì Bùi Thái Hà đã có một tình huống có điểm. Và có vẻ như một cầu thủ của Hồ Chí Minh City Wings đã bị đau. Và đó là Richard Thomas. Thậm chí nhân viên y tế cũng đã phải vào sân để hỗ trợ dành cho Thomas. Có vẻ như Thomas đang bị chuột rút trên cường đình. Nếu mà đây là sự thật thì rõ ràng vấn đề thể lực của cầu thủ này sẽ bị đặt một dấu hỏi. Bởi vì đây mới chỉ là quãng thời gian của hiệp thứ 3 trong một trận đấu VB mà thôi. Và cũng như là ở hiệp thi đấu thứ 3 này thì tôi cũng không thấy việc Richard Thomas anh tham gia tấn công quá nhiều, mà anh chỉ đánh phân phối thôi. Liệu đây có phải là một điểm yếu hay không thì chúng ta cũng còn phải chờ nhiều hơn. Một tình huống cố gắng lên rổ nhưng lại là một pha block nữa. Đó theo tôi là một món quà của Tú Kobe dành tặng cho Henry, thưa anh Cường Đình. Một tình huống theo tôi là lên rổ khá chân phương của Tú Kobe. Tú Kobe có vẻ như hơi chủ quan về khoảng cách, không nghĩ là sải tay của Henry lại dài đến như vậy. Pha block thứ 5 của Henry trong trận đấu này, đấu chào sân VBA của mình. Có lẽ người hâm mộ của Hà Nội Buffalo họ có quyền cảm thấy an toàn sau những màn trình diễn ở khả năng phòng ngự đến từ cầu thủ mang áo số 8 Henry. Vì vậy thì
chúng ta thường nói là mọi sự so sánh đều rất là khập khiễng. Tuy nhiên thì Henry vẫn chưa thể, theo tôi là chưa thể làm cho những fan của Hà Nội Follows quên đi nỗi nhớ Mabel. Với Mabel là một cầu thủ cho tôi là đang có cảm giác, tôi đang có cảm giác là đa năng hơn là Henry. Mabel có thể ném ba, ném xa và có thể khả năng chuyền bóng rất tốt của Mabel là một điểm cộng dành cho trung phong lão tướng này. Và vừa rồi cũng như là hai pha ném phạt trượt đến từ Henry, khoảng cách chưa thể rút ngắn nhiều hơn. Nhưng đây là phạt cướp bóng đặt bài tốt đến từ Nguyễn Đức Quang Anh, tốc độ đến từ Nguyễn Đức Quang Anh, pha lên rổ rất khó. Dẫu vậy thì ở đằng sau đó là Stubb đã kịp chạm vào quả bóng và có hai điểm thành công cho Hà Nội Buffalo. Khoảng cách bây giờ chỉ còn là 2 điểm mà thôi. Nếu như Hà Nội Buffalo có điểm số gỡ hòa thì chúng ta sẽ có một trận đấu hay hơn rất nhiều. Vincent không thể làm gì cả, đường kích ra đã bị bắt bài. Bóng tiếp tục cho City Wings, shot clock còn 4 giây. Lê Ngọc Tú không ném rổ. Bắt buộc phải ném rồi, cú ném 3 điểm đến từ Lê Ngọc Tú. Nhưng không ai bóc sao. Tại sao không một cầu thủ nào của Hà Nội Buffalo bóc sao? Và Marco Chí Anh đơn giản chỉ đưa trái bóng đi vào rổ. Tâm Đình trong tình huống đó thì anh cũng đứng lên và ngước nhìn, không làm gì cả. Không hiểu các cầu thủ Hà Nội Buffalo trong tình huống đó ở đâu nữa. Parsons đã có tình huống phạm lỗi của Nguyễn Đình Quang Anh. Tính tới thời điểm hiện tại thì các cầu thủ của Hồ Chí Minh City Wing họ đã có 9 tình huống bắt offensive rebound thành công. Nhưng trong 9 tình huống đó thì rất nhiều những tình huống là những pha bóng mà các cầu thủ của Hà Nội Buffalo thực sự thiếu giao tiếp. Và chính vì việc thiếu giao tiếp này đã khiến cho Hà Nội Buffalo để mất điểm. Những điểm số như vậy là những điểm số rất đáng tiếc. Và Nguyễn Đường Quang Anh cũng đang cần phải nhận được chăm sóc y tế. Trọng tài đã cất tiếng còi và cũng đã giơ lên ra dấu hiệu có hai pha ném phạt ngay sau đây dành cho Lê Ngọc Tú. Có một chút không tập trung một lần nữa đến từ các cầu thủ của Hà Nội Buffalo. Cú ném gọn gàng đến từ Lê Ngọc Tú. Có vẻ như Hà Nội Buffalo đang đánh mất lợi thế và tâm lý của mình. Khi mà họ đã rút được tỷ số xuống còn là 2 điểm thì họ lại để mất điểm, mất tình huống bóng, những tình huống rất đáng tiếc thành tường đình. Đó là một điều mà tôi đang cảm thấy rất khó hiểu về lối chơi của Hà Nội Buffalo. Họ cần làm nhiều hơn thế. Thực tế họ cần làm nhiều hơn thế. Đã có lúc khoảng cách có cơ hội xuống chỉ còn thành con số 2. Đã kéo được Parson ra, nhưng dẫu vậy Parson, với chính xác hơn là Henry, đã không thể cầm được quả trái bóng. Đây thì cú lên rổ quá đơn giản. Cả một bầu trời bao la dành cho Vincent Nguyễn. Vâng, chúng ta nhìn thì đơn giản, nhưng thực sự nó chỉ đơn giản trong cách mà Vincent xử lý, thưa anh Cường ạ. Trước tình huống Eurostep đó là một tiếng giả truyền cực kỳ tinh tế của Vincent dành cho vị trí của một cầu thủ ở corner. Nhưng mà đó là một đường truyền đánh đưa được hoàn toàn sự theo kèm của Bùi Thế Hà. Chúng ta có thể nhìn lại góc máy quay này để thấy rõ ràng hơn. Và đó là đẳng cấp của một cầu thủ đã có kinh nghiệm tại VBA. Nhìn bài vẽ mà ông Rich Gosling vừa đưa ra thì có vẻ như Hà Nội Buffalo họ sẽ có những tình huống dài bàn kích vào góc 45 độ và hai góc corner, thưa anh Tiến Dịch. Nhưng mà tiếp được điều đó hay không lại là một điều hoàn toàn khác. Và cũng như là có những tình huống yểm trợ ở ngay quãng vạch ném phạt nữa. Hãy chờ xem các cầu thủ của Hà Nội Buffalo họ chạy như thế nào, và cũng như là cách các cầu thủ của Hồ Chí Minh City Wings họ xử lý biến số ra sao. Và đặc biệt hơn, tôi nghĩ rằng là sẽ là những sự nhắc nhở ở trên phương diện phòng ngự. Bởi vì những phút vừa qua, khoảng tầm 1 phút vừa qua, các cầu thủ của Hà Nội Buffalo họ thi đấu đang không có sự gắn kết. Và quan trọng nhất theo tôi đó là sự tập trung trong những phòng ngự của mình. Đặc biệt là những tình huống rebound. Đã không dưới 2 lần chúng ta thấy các cầu thủ Hà Nội Buffalo để mất bóng rebound tấn công rất dễ dàng. Tính tới thời điểm hiện tại thì
Richard Thomas vẫn chưa thể nào quay trở lại sân được. Và khoảng cách đủ dài, đủ xa để khiến cho cầu thủ này của Hồ Chí Minh City Wing sẽ không cần phải vào sân trong những phút cuối. Đinh Thanh Tâm, tình huống chuyền ra. Có thể thấy rằng các cầu thủ của Hồ Chí Minh City Wing họ hỗ trợ phòng ngự rất tốt. Để bị lập bập và đây là bóng trong tay của Vi Sinh Nguyễn. Tình huống chuyền đập đất, một pha đan rổ. Dẫu vậy thì Henry đã buộc phải phạm lỗi với Parsons. Có vẻ như đây đã là lỗi cá nhân thứ tư của Henry rồi thưa anh Cường Đình. Thiếu Henry thì các cầu thủ của Hà Nội Buffalo họ thủ ở dưới rổ như nào đây? Và bây giờ chắc chắn vị trí của import bên phía Hà Nội Buffalo và cụ thể là Henry sẽ bị khai thác một cách triệt để. Tính tới thời điểm hiện tại thì Đinh Thanh Tâm, người mang băng đội trưởng của Hà Nội Buffalo chỉ có 6 điểm. Có thể thấy rằng là các cầu thủ của Hồ Chí Minh City Wings họ phòng ngự bước dẫn bóng đầu của Tâm Đinh rất tốt. Khi mà anh cố gắng nhồi một nhịp vào thì ngay sau đó đã có một cầu thủ của Hồ Chí Minh City Wings khép góc không cho Đinh Thanh Tâm tấn công vào nữa. Theo tôi thì nếu mà để lựa chọn việc Tâm Đinh ném rổ và Tâm Đinh đi bóng thì tất cả các huấn luyện viên đều lựa chọn cho Tâm Đình đưa bóng cho Cường Đình, bởi vì Tâm Đình là một shooter, một trong những shooter hàng đầu của VBA. Nhưng do vậy thì Đinh Thanh Tâm đã thử tay trên vạch 3 điểm là 5 lần, chưa một lần nào thành công trong trận đấu này. Và một big man local của Buffalo đã được trở lại sân, đó là Trần Minh Hiếu, cầu thủ có biệt danh là Hiếu Hắc. Chắc chắn Hiếu Hắc sẽ phải gồng mình nhiều hơn nữa trong những phút sắp tới, bởi anh sẽ phải thi đấu nhiều hơn, chắc chắn là nhiều hơn so với kế hoạch. Khi mà trung phong số 1 import của Hà Nội Buffalo là Henry đã gặp phải foul trouble. Và chúng ta hiện giờ cũng đang thấy đồng hồ giây ở góc trái màn hình hiện giờ đang có một chút vấn đề và ban tổ chức cần phải có thời gian để xử lý vấn đề này. Đây cũng là một cái hội ý miễn phí cho cả hai đội. City Wings, Hà Nội Buffalo cùng Sài Gòn Heat đang là ba đội bóng có hệ thống đào tạo trẻ rất quy mô và chuyên nghiệp tại Việt Nam. Và theo tôi thì đây là một điều rất đáng mừng và tích cực dành cho bóng rổ Việt Nam nói chung và VBA nói riêng. Sau một quãng thời gian thì ban tổ chức đã xử lý được vấn đề đồng hồ giây và các cầu thủ sẽ quay trở lại sân. Hai pha đánh phạt ngay sau đây dành cho Parsons. Tính tới thời điểm hiện tại thì Deason Parsons đã có 16 điểm. Và trước đó anh đã lên vạch ném phạt 7 lần và thành công 4. Và chưa thể có tình huống thành công thứ 5. Tỷ lệ ném phạt của Parsons đã lùi về con số 50%, 4/8. Hai tình huống ném phạt đều không thành công. Một chút nữa thôi thì City Wing lại có được một offensive rebound. Một pha đánh khó đến từ Staff để ném fade away chưa thể thành công. Ném khó và tỷ lệ ném khó chắc chắn sẽ rất thấp. Và giờ đây thì ai sẽ là người thu hồi bóng rebound cho Buffalo đây khi mà Henry đã ra ngoài nghỉ ngơi rồi. Các cầu thủ của Hà Nội Buffalo đã thủ tốt. Bóng trong tay của Tiến Dương chưa thể nào qua được vì trước mặt anh là Parsons. Những lập bập đến từ Tiến Dương, buộc phải ném ngay đến từ Tiến Dương. Hà Nội Buffalo khi không có Henry, thực sự họ đang quá bế tắc. Nhưng đây cũng là một cơ hội, theo tôi là một cơ hội để cho Hà Nội Buffalo có được nhiều cầu thủ chạm bóng hơn trong lượt tấn công. Đây cũng là một điều rất tốt.
Vì vậy thì chúng ta cùng chờ xem các cầu thủ Hà Nội Buffalo có thể mang về những điểm số hay không. Một tiếng phòng ngự tốt của Trần Minh Hiếu. Thú Kobe lại là một tiếng floater quen thuộc. Hai pha phòng ngự đủ tốt đến từ Minh Hiếu cũng như là có hỗ trợ. Thomas xoay người lên rổ chưa thể thành công. Rõ ràng Thomas đã dùng toàn bộ sức lực cho việc qua ba người. Phải lên rổ ngược lại và có and one dành cho cầu thủ ngoại binh của Hồ Chí Minh City Wings. Một tình huống phạm lỗi của Trần Minh Hiếu. Minh Hiếu có thể hình tốt nhưng điều đó cũng tiểu thuận với tốc độ của cầu thủ này. Minh Hiếu đang tỏ ra khá chậm trong những tình huống mình tham gia tấn công phòng ngự. Trong một quãng vừa qua thì huấn luyện viên Eric Westling cũng đã nhắc nhở với cả staff khi có những tình huống đánh thực sự khó trong hai pha bóng anh được cầm bóng. 5,7 giây là khoảng thời gian còn lại. Shot clock cũng đã tắt. Chúng ta còn 5,7 giây trên tên clock. Tâm Đình. Một tình huống buzzer beater dành cho Tâm Đình chẳng. Rất đáng tiếc bóng đã không đi vào rổ. Và kết thúc hiệp đấu thứ 3. Khoảng cách đang là 10 điểm dành cho đội bóng City Wing. 59 dành cho đội bóng làm khách. Và Hà Nội Buffalo đang chỉ có vỏn vẹn là 49 điểm mà thôi. Không phải là một điều bất ngờ, thế nhưng tôi cũng đã chơi bóng rổ rất nhiều với Bắc và anh cũng đã rất nhiều lần ném 3 điểm ở trong trận đấu của mình, nhưng ngay lập tức đã có một tình huống đáp trả đến từ Hồ Chí Minh City Wing và đặc biệt là ở vị trí Thomas. Và Richard Thomas ở quãng hiệp thi đấu thứ 3 anh ra ngoài nghỉ bởi vì có một chấn thương đã chuột rút và đã có một quãng thời gian nghỉ đủ giúp cho Thomas có thể kết thúc được hiệp thi đấu này hay không và cũng như là trận đấu này. Chống chạy, đột phá vào đến từ Stuff
chưa thể tấn công thành công dành cho Staff. Staff đánh những tình huống quá khó ở trong những giây phút vừa qua. Các cầu thủ Hà Nội Buffalo chắc chắn sẽ phải oằn mình chống đỡ đến khoảng 6 phút cuối để cho Henry có thể trở lại sân giành cường đỉnh. Và chờ xem khoảng 4 phút của hiệp đấu thứ tư này, 4 phút đầu tiên, các cầu thủ Hà Nội Buffalo có thể giữ được thế trận hay không. Vì sao Henry đang ra ngoài? Bởi vì là anh đang có 4 lỗi cá nhân, thưa quý vị và các bạn. Và thi đấu với 4 lỗi cá nhân sẽ rất khó khăn và cũng như sẽ là một điểm đến để có thể dành cho Hồ Chí Minh City Wings tấn công vào. Trong khi cầu thủ hiện giờ đang có nhiều điểm nhất Hồ Chí Minh City Wings đó là Deason Parsons thì lại là có điểm nhiều nhất và bắt buộc cần phải có những áp lực phòng ngự đủ lớn. Và nếu như Henry vào thì rất dễ có thể bị câu lỗi. Khoảng cách là 12 điểm dành cho Hồ Chí Minh City Wings. Tân Linh vẫn chưa để lại được quá nhiều dấu ấn trong khoảng 3 hiệp đấu đã qua. Tiểu Húc cũng đang xin bóng, nhưng chưa thể nào tấn công được nhiều hơn. Đột phá đến từ Tâm Đình, áp lực đến từ Tâm Đình, nhưng chưa thể lên rổ thành công. Bóng trong tay của Parsons. Tình huống chuyền vào đến từ Parsons. Các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings họ lấn bóng quá nhanh và cũng như hiệu quả. Chí Anh cắt được bóng đến từ Staffs. Theo tôi thì Chí Anh nên có quyết định dứt điểm ở vạch 3 điểm. Một tình huống độc lập tác chiến đến từ Staffs, nhưng có thể thấy được sự bế tắc đến từ các cầu thủ của Hà Nội Buffalo như thế nào. Richard Thomas với một tình huống bị phạm lỗi và trọng tài đã cất tiếng còi. Đứng lại là một dấu hiệu đau nữa đến từ Richard Thomas. Hà Nội Buffalo đã sử dụng quyền hội ý. Cầu thủ mang áo số 15 Staff Tyrants của Hà Nội Buffalo là một cầu thủ từng có trung bình 7 kiến tạo trong một trận, nhưng ở trận đấu mở màn của Hà Nội Buffalo thì Staff hiện giờ mới chỉ có 1 kiến tạo mà thôi. Vâng, kiến tạo chỉ được công nhận khi mà chúng ta có điểm số của đồng đội trên cùng đỉnh. Và rõ ràng ngày hôm nay thì những đồng đội của Staff đang thi đấu khá bế tắc ở những cú dứt điểm cuối cùng của mình. Nhưng cũng một phần cũng phải nói rằng là Staff có những tình huống tấn công độc lập tác chiến, và dù anh nhìn ra được những người đồng đội nhưng anh lại không chuyền. Và vừa rồi chúng ta nhìn thấy được hình ảnh đến từ Henry, cầu thủ trung phong của Hà Nội Buffalo đã quay trở lại sân. Sử dụng Henry trong thời điểm này quả thực là một con dao hai lưỡi, thưa anh Cường. Có thể Henry sẽ có cơ hội mang về những điểm số và những tình huống thu hồi bóng tốt, nhưng đây cũng sẽ chắc chắn là một vị trí mà Parsons của Hồ Chí Minh City Wings và những đồng đội của mình có thể khai thác. Cú ném đến từ Richard Thomas, bóng đi vào rổ. Một nụ cười rất tươi đến từ Richard Thomas. Sẽ là cú ném thứ hai dành cho hậu vệ mang áo số 0 của Hồ Chí Minh City Wings, và cả hai cú ném đều thành công. Khoảng cách trở lại thành con số 12. Một tình huống chuyền hớ hình đến từ Staffs. Và Staffs đang cố gắng nói rằng đỉnh tấn công cần phải chủ động hơn. Tay của Richard Thomas, một tình huống chuyền tốt, nhưng dẫu vậy thì đọc bài cũng không hề kém đến từ Staffs. Và Parsons thậm chí còn
thừa thể lực làm thêm hai cái chống đẩy thưa anh Đức. Vâng, vừa rồi là một tình huống pick and roll khá cơ bản của Thomas và Parson, nhưng Tập cũng đã rất nhanh đọc bài các cầu thủ City Wing để lấy lại bóng cho Hà Nội Buffalo. Tiến Dương có thể ném ba điểm đến từ Tiến Dương. Bóng đi yếu lực đến từ Tiến Dương. Tiến Dương có một dáng ném thực sự là cần phải nhảy tiến rất nhiều. Đột phá đến từ Thomas và các cầu thủ của Hà Nội Buffalo không thể nào làm gì hơn. Vâng, vừa rồi chúng ta thấy là bước nhảy của Henry đã rụt rè hơn rất nhiều rồi. Điều này đến từ việc anh đã phạm 4 lỗi cá nhân. Tiếp tục là một cú ném xa không đi đến đâu cả của Tâm Đình. Và lên rổ tiếp theo, và đúng như anh Đức đã nói, khi mà Henry đã không còn dám nhảy một cách mạnh bạo nữa thì Parsons đơn giản chỉ muốn khai thác vào ở khu vực dưới rổ một cách đơn giản ngược lại mà thôi. Những tình huống tấn công ở cự ly 3 điểm vẫn chưa tìm tới địa chỉ, và Henry có một tình huống ném tầm trung hỗ trợ cho người đồng đội của mình. Hà Nội Buffalo đã quyết định ném 3 nhiều hơn trong những phút đã qua. Có lẽ đây cũng là một giải pháp gần như là duy nhất để họ có thể nghĩ về một cuộc lội ngược dòng, khi mà khoảng cách bây giờ đã là 16 điểm rồi thưa anh Cường Đình. Nhưng ngược dòng kiểu gì khi mà các cầu thủ của Hà Nội Buffalo họ quá thiếu giao tiếp trên phương diện phòng ngự. Đinh Thành Tâm đột phá, đường truyền ra và trọng tài đã cất tiếng còi. Có lẽ đó là lỗi đến từ số 1 Chí Anh. Vâng, trên màn ảnh của chúng ta là Đậu Trung Kiên, Lê Hiếu Thành, Justin Young và huấn luyện viên Perak Lukic của đội bóng Thăng Long Warriors. Và ở trên có Võ Huy Hoàn và Nam Mon là một dàn cầu thủ của đội bóng Nửa Đỏ Thủ Đô đến để chứng kiến hai đối thủ của mình ra mắt sân chơi VBA 2022. Và cũng có thể có một cái gọi khác, đó là xem giò thưa anh Đức. Nhưng cũng có thể thấy rằng là cặp giò của Richard Thomas đang được chăm sóc rất nhiều. Vâng, chắc chắn sau trận đấu ngày hôm nay thì các đội ngũ huấn luyện cũng như là các chăm sóc viên của City Wing sẽ có những bài tập cụ thể dành cho Thomas để anh có thể cải thiện được thể lực của mình. Chúng ta đã được chứng kiến hình ảnh Thomas đã phải nhờ sự chăm sóc của y tế bởi chuột rút từ hiệp đấu thứ 3 rồi. Nhưng khoảng cách hiện giờ là khoảng cách 16 điểm, một khoảng cách đủ an toàn để cho Hồ Chí Minh City Wings có thể tung vào những cầu thủ dự bị và cho Thomas ít nhất khoảng tầm 2 phút nữa để có thể nghỉ. Đó là góc độ suy nghĩ của tôi tính tới thời điểm hiện tại. Sáu phút cho những toan tính của các cầu thủ Hà Nội Buffalo. Và có thể là sẽ còn khoảng 3 đến 4 phút dành cho Hà Nội Buffalo để họ có thể có những chuỗi điểm để rút ngắn cách biệt. Đổi điểm thì chưa bao giờ là những điều thích thú trong bóng rổ cả. Và đặc biệt đổi điểm ở hiệp thi đấu thứ 4 này thì cần phải chắt chiu mọi tình huống. Tình huống lên rổ đến từ Staffs, nhưng pha lên rổ đó thậm chí còn không đi vào rổ dù đã quá trống trải rồi. Tốc độ đến từ Parsons, tình huống truyền ra. Sự Nguyễn luôn chuyển bóng là liên tục đến từ Hồ Chí Minh City Wings. Dẫu vậy thì Lê Ngọc Tú lại chưa tận dụng được. Lên rổ đến từ Tâm Đình và đơn giản để cho Tâm Đình khi trước mặt anh là Vincent Nguyễn nhỏ bé hơn. Tâm Đình ngày hôm nay đang chưa có một tiếng ba điểm nào. Vincent Nguyễn đang nhận được sự yểm trợ đến từ Parsons. Khoảng cách bây giờ là 14 điểm, 58-72. Vincent Nguyễn là người đang có bóng. Bóng được trả ra cho Parsons. Top of the key ném ba. Các cầu thủ của Hồ Chí Minh City Wings họ cũng đang chưa có cảm giác ở những tình huống ném 3 điểm. Đây có thể là một cơ hội cho các cầu thủ của Hà Nội Buffalo. Cú ném tầm trung đến từ Staff. Bóng đập vào 2 lần nhưng vẫn chưa đi vào rổ. Lại là những tình huống đánh two man game sau chuỗi ném 3 điểm không thành công thưa anh Cường Đình. Làm sao đây để có điểm đây? Một bài toán quá hóc búa dành cho coach Eric Welsing và những học trò của mình. Lê Ngọc Tú chống trại Huỳnh Hải đường truyền, và trọng tài đã cất tiếng còi, và đó là lỗi đến từ Hiếu. Minh Hiếu là người phạm lỗi với Parsons. Một tình huống phạm lỗi. Có vẻ như đó là lỗi của Tâm Đình thưa anh Cường. Một
đường truyền no look pass của Huỳnh Thanh Tâm. Và phạt phạm lỗi đó đến từ Tâm Đình, chính xác đó là phạt phạm lỗi đến từ Tâm Đình, cho thấy cũng không cần thiết lắm. Những cái ánh nhìn cao có thực sự đến từ huấn luyện viên Eric Westling dành cho những người học trò. Gần như trong mọi đợt tấn công của Hồ Chí Minh City Wings thì bất kể cầu thủ nào cũng được chạm bóng, thưa anh Cường. Nhưng điều đó hoàn toàn ngược lại với đội bóng Hà Nội Buffalo. Trong ít phút đã qua thì chỉ có dường như là Henrys và Stubbs có bóng mà thôi. Một ném 3 điểm đến từ Stubbs. Bóng chưa đi vào rổ, tranh chấp rebound. Bóng vẫn còn trong tay của Đinh Tiến Công. Lên rổ đến từ Đinh Tiến Công, có lỗi. Có lỗi đến từ Huỳnh Thanh Tâm và có điểm dành cho cầu thủ mang áo số 1 của Hà Nội Buffalo. Một tình huống N1, nhưng có vẻ như cơ mặt của ông Eric Westling vẫn chưa thể giãn ra, thưa anh Cường Đình. Chắc chắn rồi, khoảng cách vẫn là trên 10, cụ thể đó là 15. Và nếu như Đinh Tiến Công thành công trong pha ném phạt này thì sẽ là 14, nhưng vẫn là con số 15. Stubbs chống chạy một tình huống 3 điểm, nhưng chính xác là một tình huống alley-oop. Đó có thể là một pha đàn rổ hay nhất trong ngày hôm nay. Có lẽ sau khi kết thúc trận đấu này, chúng ta tạm thời quên đi một kết quả thêm Cường Đình. Thì từ khóa hot nhất trên mạng xã hội bóng rổ Việt Nam chắc chắn là những cú đăng rổ và những cú block của Henry. Những cú đăng rổ rất đẹp mắt và cả những tình huống block ở hiệp đấu đầu tiên nữa. Và có lẽ đây cũng chính là điểm sáng duy nhất mà chúng ta có thể thấy được đến từ Hà Nội Buffalo trong trận đấu ngày hôm nay. Và cú ném phạt đây cũng là chỉ là trận đầu tiên mà thôi. Hà Nội Buffalo vẫn còn có rất nhiều cơ hội sửa sai của mình để tính toán đến những bài toán đi tiếp tại VB hôm nay. Cú ném 3 điểm đến từ Vi Sinh Nguyên. Bóng chưa đi vào rổ. Henry, đột phá đến từ Henry, có lỗi và có một pha bóng N1 dành cho cầu thủ mặc áo số 8 của Hà Nội Buffalo. Nếu như tình huống ném phạt này của Henry thành công thì một lần nữa khoảng cách điểm sẽ là con số 10. Và cơ hội vẫn còn, thực sự là vẫn còn cho Hà Nội Buffalo nếu tính về mặt lý thuyết, bởi vì họ có liên tiếp những tình huống có điểm, cơ hội để có điểm miễn phí như thế này. Xuất phát từ pha lên rổ thành công đến từ Đinh Tiến Công, sau đó thì là tình huống ném phạt này đến từ Henry. Và có lẽ các cầu thủ của Hà Nội Buffalo họ có cơ hội tấn công đó, và họ cần phải làm được nhiều hơn thế, đúng không thưa anh Đức? Giờ đây thì từng điểm số đều rất quý giá, thưa anh Cường Đình. Và tất nhiên họ muốn săn bằng cách biệt thì việc đầu tiên ngoài việc ghi điểm đó chính là phải không cho đối thủ ghi điểm. Chúng ta hãy cùng chờ xem tình huống phòng ngự này của Hà Nội Buffalo sẽ diễn ra như thế nào. Đinh Tiến Công hiện giờ đang theo kèm Parson như hình với bóng. Một tình huống ném dựa bảng đơn giản đến từ Richard Thomas. Một cú ném khó nhưng vẫn có 2 điểm cho City Wings. Trọng tài đã cất tiếng còi thêm một lần nữa và trọng tài công nhận điểm dành cho Stubbs. Lỗi đẩy người đến từ Richard Thomas. Một pha hesitation. Một cái ánh nhìn tương đối ngao ngán đến từ Richard Thomas, phải không thưa anh Đức? Stubbs sẽ được thực hiện thêm một tình huống ném phạt. Pha va chạm đó thực sự là cũng hơi xa, nhưng quyết định của trọng tài là quyết định tiên quyết, và sẽ có thêm một pha ném phạt nữa dành cho Stubbs. Bóng đi vào rổ dành cho Stubbs. 68-77. Khoảng cách bây giờ đã được kéo về còn là một con số, thời gian vẫn là đủ dành cho đội Buffalo. Mason, Thomas. Người đang theo kèm Thomas là Đinh Tiến Công. Đã đánh lừa được bằng một pha crossover nhưng không có pha ba điểm thành công. Đây là Stubbs. Rõ ràng thể lực của Stubbs đã chậm hơn rất nhiều, những Đinh Tiến Công tại sao có thể bỏ lỡ một cơ hội 10-10 đến như vậy? Rất thô sơ và đã có một tình huống tranh bóng. Rất đáng tiếc và cũng rất đáng trách cho Đinh Tiến Công trong tình huống vừa rồi. Và chúng ta cũng có thể thấy được là Đinh Tiến Công cũng đã tự của trách mình sau tình huống đó.
Nếu có thể xem lại pha quay chậm đó thì thực sự chúng ta sẽ tìm ra được nguyên nhân vì sao Đình Tiến Công lại có thể lên rổ trượt trong pha bóng đấy. Thì sẽ là tiếp tục phát bóng dành cho Hà Nội Buffalo ngay sau đây. Shot clock còn 10 giây đủ để cho Buffalo có một tình huống có điểm. Đình Thành Tâm nhận được đường chuyền và lại là một tình huống N1 dành cho Hà Nội Buffalo. Không phải là những tình huống 3 điểm mà những tình huống N1 lại đang là điểm sống của Hà Nội Buffalo cho tới thời điểm này ở hiệp đấu cuối cùng. Nếu tính tới thời điểm hiện tại thì Hà Nội Buffalo đã có 4 pha N1 liên tiếp. 4 pha N1 và những điểm số ở trên vạch ném phạt này được coi là những điểm số miễn phí. Và chắc chắn Đinh Thanh Tâm không được phép bỏ lỡ cơ hội này để rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn thêm con số 6. Rất đáng tiếc đã không có một tình huống triple play dành cho Tâm Đình. 2 phút 50 giây là khoảng thời gian còn lại của trận đấu này. Muốn nhắm vào Henry rồi. Và Henry bắt buộc không được phép phạm lỗi. Theo tôi thì Henry cần có sự hỗ trợ từ anh Cường Đình và là một tình huống turnover tiếp theo của Hà Nội Buffalo. Vincent Nguyễn và có 2 điểm đơn giản dành cho Vincent. Băng đi một quãng thì các cầu thủ của Hồ Chí Minh City Wing lại có khoảng cách trên 10. Cú ném 3 điểm đến từ Stubbs. Bóng đi vào rổ. Một cú ném 3 điểm rất quan trọng để không cho tinh thần của Hà Nội Buffalo bị mất đi. Một tiếng hoạt lỗi của Tiến Dương. Ông Eric Austin đã dường như không giữ được bình tĩnh nữa rồi. Có lẽ bởi vì là các cầu thủ của Hà Nội Buffalo họ vẫn còn có lỗi để có thể phạm. Và trong những giây phút cuối cùng như thế này thì họ cần có đủ 5 lỗi đồng đội, ít nhất là về đến lỗi đồng đội thứ 4 để những giây phút cuối cùng họ còn có thể đưa đối phương lên vạch ném phạt và tìm ra được những cơ hội tấn công, thưa anh Đức. Hiện giờ thì Hà Nội Buffalo mới chỉ có 3 lỗi đồng đội mà thôi. Tuy nhiên thì tôi nghĩ là trong tiếng vừa rồi cũng không hẳn là một tình huống phạm lỗi chủ định của Tiến Dương, bởi vì thời gian cũng không phải là còn ít. Và vừa rồi có một tình huống ném fadeaway cực khó đến từ Richard Thomas. Cú ném 3 điểm trả ngược lại đến từ Stubbs. Có vẻ như tình huống hit check thành công vừa rồi của Stubbs đang cho thấy là cầu thủ này đã nóng tay ở một thời điểm rất quan trọng dành cho đội bóng chủ nhà, thưa anh Cường Đình. Khoảng cách là 7 điểm và trọng tài xác định tình huống phạm lỗi. Và pha phạm lỗi đó là một pha phạm lỗi chiến thuật đến từ Tâm Đình. Một phút 40 giây. Hai pha 3 điểm. Và cũng như là ít nhất có một tình huống có thể lên vạch ném phạt, đó là những gì Hà Nội Buffalo họ cần làm. Nhưng trước đó họ cần phải phòng ngự lại đã. Và cú ném 3 điểm chưa thành công đến từ Trí Anh. Staff đã có 2 tiếng 3 điểm liên tiếp. Và chúng ta cùng chờ xem đợt tấn công này. Lại là một cú ném xa. Lần này thì bóng đi hơi mạnh một chút rồi, nhưng cú bật nhảy rất cao của Henry. Và cuối cùng thì Hà Nội Buffalo vẫn để mất bóng. Nhưng khi không có Henry thì ai phòng ngự dưới rổ đây? Dẫu vậy trọng tài là không cất tiếng còi. Đinh Thanh Tâm, cú ném 3 điểm đến từ Đinh Thanh Tâm. Bóng đi vào rổ dành cho Đinh Thanh Tâm. Cú ném 3 điểm đầu tiên của Đinh Thanh Tâm lại là cú ném 3 điểm ở những phút cuối cùng. Vâng, ngôi sao. Sự khác biệt của một ngôi sao lớn đó chính là anh biết tỏa sáng đúng lúc, từ anh Cường Ninh. Có thể cả trận đấu Tâm Ninh không ném vào bất kỳ một tình 3 điểm nào, nhưng những tình huống clutch shot, những cú big shot phải dành cho Tâm Ninh. Nhà thi đấu quận Hoàng Mai thực sự đã nổ tung. Và khoảng cách 4 điểm. Khoảng cách 4 điểm là một khoảng cách mà các cầu thủ của Hồ Chí Minh City Wing vẫn có thể tự tin để có thể dựa vào. Nhưng ít nhất họ cần phải tận dụng đợt tấn công này sau pha hội ý đã. Những nụ cười cũng đã nở trên khuôn mặt của các cổ động viên Hà Nội Buffalo. Nhưng họ vẫn đang thua 4 điểm. 8-3-7-9. Từ khoảng cách 15 điểm, thưa anh Cường Đình.
Hà Nội Buffalo họ đã tạo nên được một sự bất ngờ, theo tôi là một sự bất ngờ dành cho những fan hâm mộ của thủ đô khi đã có một chuỗi run ấn tượng, những tình huống N1 ấn tượng và đặc biệt là 3 tình huống 3 điểm vừa qua, 2 của Staff và 1 tình huống big shot của Tâm Linh vừa rồi. Một phút 08 giây. Và các cầu thủ của Hồ Chí Minh City Wings họ trong đợt tấn công này họ sẽ cố gắng luân chuyển bóng nhiều và cũng như là đốt tối đa được quãng thời gian còn lại mà họ có. Hà Nội Buffalo họ đã có những lúc thực sự không tập trung, nhưng cái ánh mắt tập trung đang được thể hiện rất nhiều trên các cầu thủ đứng ở trong sân. City Wings họ sẽ cố gắng có 2 điểm trong đợt tấn công này, chỉ cần 2 điểm thôi và chắc chắn là ông Olsen sẽ có một bàn đánh cụ thể dành cho City Wings trong đợt tấn công này. Barson là người có bóng, hands off với Thomas. Khoảng không gian tương đối trống trải dành cho Thomas ở cánh trái. Tốc độ từ Thomas. Trọng tài đã xác định là phạm luật 14 giây đến từ Hồ Chí Minh City Wings. Vâng, có một chút về luật bóng rổ tôi muốn chia sẻ với các bạn trong đợt tấn công này. Nếu như Hồ Chí Minh City Wings muốn phát bóng từ sân nhà, họ sẽ có 24 giây. Nhưng họ đã quyết định phát bóng từ sân khách, vì vậy họ chỉ có 14 giây cho đợt tấn công vừa qua mà thôi. Bóng trong tay của Henry. Tiếp tục là những tình huống cố gắng muốn trao tay. Stubbs đang bị áp lực rất nhiều đến từ Stubbs. Cú ném tầm trung, bóng đi vào rổ dành cho Stubbs. Luôn biết cách tỏa sáng, đó là những gì mà Stubbs đã làm trong những giây phút vừa qua. 2 point game, trận đấu thì còn 2 điểm mà thôi. Và một chút nữa là Hồ Chí Minh City Wings bị turnover. Và cuối cùng thì họ vẫn lấy lại được bóng từ Anh Cường Đình. Một tình huống lăn xả của Đinh Tiến Công. Và cuối cùng thì Buffalo đã có được tấn công của mình. 20 giây cuối cùng, Hà Nội Buffalo để bị tuột bóng. Một đường chuyền khó của Tâm Đình. Và các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings họ không việc gì phải tấn công. Họ sẽ giữ bóng và bắt buộc phải phạm lỗi đến từ Hà Nội Buffalo. Nhưng Hà Nội Buffalo không thể phạm lỗi được vì Hồ Chí Minh City Wings luân chuyển bóng quá nhanh. Quá đáng tiếc, chỉ có thể nói là như vậy thôi. Vừa rồi là một tình huống theo tôi là Hà Nội Buffalo họ chưa thực sự sẵn sàng cho tình huống phòng ngự của mình. Họ để mất bóng, họ để turnover và chắc chắn là họ vẫn chưa thể sắp xếp người được chính xác cho hệ thống phòng ngự trong tình huống đó, khi mà các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings họ đã có một tình huống tấn công quá rộng. Những đường chuyền quá xa khiến cho khoảng cách di chuyển của Hà Nội Buffalo là quá khó khăn thành Cường Đình. Và liệu rằng hai pha ném phạt này đến từ Parsons có vào rổ hay không? Tình huống ném đầu tiên bóng đi vào rổ. Nếu như Parsons thực hiện thành công tình huống ném phạt này thì mọi thứ sẽ gần như là kết thúc với Hà Nội Buffalo và điều đó đã thành hiện thực. Vì vậy thì ông Eric Wessling vẫn sử dụng tình huống timeout cuối cùng của mình để set up một pha ném xa và chắc chắn là các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings sẽ để hoàn toàn open cho các cầu thủ Hà Nội Buffalo thực hiện cú ném của mình. Hà Nội Buffalo họ đã có cơ hội và thậm chí là có một tình huống cướp bóng thành công, nhưng rồi chính họ cũng để đánh mất đi cơ hội đó của mình. Và giờ đây thì họ đang phải đối mặt với một hiện thực khá buồn bã trong ngày ra quân của mình tại VBA. Một thất bại ngay trên sân nhà, một thất bại trước đối thủ mà họ luôn được coi là đối thủ ưa thích của mình. Nếu tính toán về những trận đấu chính thức, không tính mùa giải thử nghiệm, thì đã rất lâu rồi, đã 10 trận đấu liên tiếp Hà Nội Buffalo chưa thất bại trước Hồ Chí Minh City Wings. Stubbs đã có một hiệp đấu thứ tư rất tuyệt vời,
bằng những tình huống 3 điểm và những tình huống midrange cũng rất chính xác. Đã có những chat talk, những trao đổi không cần thiết giữa Thomas và Stapp khiến cho ông Dominic Poma phải can thiệp. Đã có một tình huống thổi lỗi tách dành cho hai cầu thủ bên phía Hồ Chí Minh City Wings và Hà Nội Buffalo. Một lỗi technical cap dành cho hai cầu thủ hai bên và nó sẽ được triệt tiêu. Các cầu thủ Hà Nội Buffalo sẽ được phát biên và không có một tình huống ném phạt đâu cả. Như vậy là Stapp đã phải rời sân bởi 5 lỗi cá nhân sau tình huống bị thổi tách vừa rồi. Foul out dành cho ngôi sao sáng nhất trong hiệp đầu thứ tư của Hà Nội Buffalo. Stapp rời sân bởi foul out. Còn Henry cũng gặp phải foul trouble và dường như anh đã bỏ lơ khả năng phòng ngự của mình ở đầu thứ tư này. Và trận đấu đã kết thúc bằng một tình huống ném rổ không thành công của Tâm Đình. Giữa bạn đó là một tình huống có điểm của Tâm Đình để rút ngắn tỷ số xuống còn 84-85, đó là một pha 3 điểm. Tuy vậy thì đó vẫn là không đủ dành cho Hà Nội Buffalo để họ có thể ít nhất là mang trận đấu về hiệp phụ. Và xin chúc mừng các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings, xin chúc mừng huấn luyện viên Olsen và những học trò của mình. Họ đã có một ngày ra mắt VBA 2022 không thể mãn nhãn hơn, không thể tuyệt vời hơn bằng một chiến thắng ngay tại thánh địa Hoàng Mai của đối thủ mà đã rất lâu rồi họ không thể vượt qua, Hà Nội Buffalo. Và kết quả cuối cùng 85 cho Hồ Chí Minh City Wings và 84 dành cho Hà Nội Buffalo. Chúc mừng Hồ Chí Minh City Wings, họ đã có chiến thắng đầu tiên của mình tại VBA năm nay.